chương 61. 61 bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Chương 61 hắn vừa ngồi xuống nói chuyện, ấm áp hơi thở liền phất qua sườn mặt, ấm áp một mảnh. Nhân thanh âm đến rất đột ngột, tư dương dám trố mắt dây, nàng bá nâng tay muốn đi khép lại nắp vung, lại nghĩ tới này không là laptop, vội vàng nghiêm nghiêm thực thực che, một chữ mắt cũng không làm cho hắn xem. Điều chỉnh trải qua góc độ, bảo đảm hắn nhìn không thấy, nàng mới thanh khụ một tiếng, nói thầm. Thế nào tiếng vào đều không có thanh âm. Hắn nhưng không có trả lời, mà là nhìn chầm chầm nàng ngón tay ngăn trở địa phương, nghe thấy tư tính vang lên len ken, rất chậm rất chậm cười rộ lên, lặp lại. Không hồi phục nàng. Làm sao có thể có như vậy chấp nhất nhân? Ta quan cái cửa sổ là tốt rồi. Dứt lời nàng theo trên chỗ ngồi bắn lên, lấy bình sinh tốc độ nhanh nhất đóng máy tính, nhanh như chớp chạy vào hoạt động thất phản thủ đóng cửa lại. Thật là đi quan cửa sổ, chẳng qua bớt chút thời gian rất nhiều cũng đi hồi phục hạ dịp ảnh. Tư nhân có ánh mặt trời. Ta còn có việc trước hạ, có rảnh lại tán gẫu. Quản dịp ảnh hội nhìn ra này rõ ràng trốn tránh, tư dương thật dài thở vào nhẹ nhõm, vài cái chuẩn bị cho tốt đi ra ngoài. Hắn đang ở đậu miêu ngoạn, trong tay cầm đậu miêu bổng khi thì lắc lư khi thì đình chỉ hấp dẫn vài chỉ đi lại, theo hắn ngón tay nhảy lên nhảy xuống, hình ảnh pha trò. Tư dương nhìn vài lần, chạy tới kiểm tra rồi hạ thực bồn cùng chậu nước hay không đều mãn, lấy bao. Chúng ta đi thôi. Hắn nghẽ nàng liếc mắt một cái, ý còn chưa hết đứng dậy, thả đậu miêu bỗng hồi trước sân khấu, đi trước mua thức ăn. Đến gần đây một cái món chính tràng, bên trong có không ít người, mặt đất còn có chút ẩm ướt, lệ bắt từ khi nàng đi vào đưa mắt đem toàn bộ chợ nhìn quanh một lần sau đó trước theo thức ăn chay khu chuyển khởi mua chút gì hảo đâu nàng cố tự lầm bầm lầu bầu tầm mắt qua lại chuyển động rồi sau đó quơ quơ tay hắn ngửa đầu hỏi ngươi muốn ăn cái gì kho tàu đậu hũ ở gần đây quầy hàng tiền nghỉ chân hắn ánh mắt nhàn nhạt đảo qua đủ loại đậu hũ cuối cùng chọn một loại nhường lão bản bao đứng lên thuận tiện lại chọn chút tươi mới tiểu rau xanh Tư Dương mua tràn đầy nhất túi, cùng hắn đi xuống một chỗ đi đến. Mua điểm tiêm tiêu đi. Đi ngang qua một cái chuyên môn bán hạt tiêu sạp, Tư Dương chọn chút tiêm tiêu bỏ vào bịch sốt, cười tủm tỉm, vừa khéo có thể làm cái tiêm tiêu xào trứng. Hắn hào không dị nghị, chờ lão bản xưng hoàng trả tiền. Chuyển xong toàn bộ thức ăn chay khu, hai người tới món ăn mặn khu, tiền lệ đi mua điểm gầy thịt, phó hoàng sau Tư Dương còn tại suy xét, đã bị hắn lôi kéo đến một cái khác quầy hàng thượng. Vừa định hỏi hắn muốn mua cái gì, liền nghe trư can lưỡng tự theo hắn môi giang giật ra, nàng ngỡ ngơ, không quá đầu óc hỏi hắn. Ngươi tưởng ăn cái này. Hai người chưa bao giờ mua trư can, nàng luôn luôn cho rằng hắn là không thích ăn. Ai biết dứt lời hắn lường bản thân liếc mắt một cái, lập tức gò má bị hắn nắm nhu nhu, ý có điều chỉ. Cho ngươi ăn. Tư dương vì sao cấp cho nàng ăn. Lão bản đã tán thưởng, nghe nói vợ chồng son thú vị đối thoại, cười hỗ trợ trả lời. Trư can bổ huyết, nữ hài tử ăn nhiều một chút có lợi. Hắn không tiếp lời, thanh toán tiền sau ông lấy nàng đi trước, đến hoàn toàn không có nhân gốc mới cúi đầu đi cùng nàng kề tai nói nhỏ, ân, cho ngươi bổ huyết. Giống như, đột nhiên đã nói đến không thể miêu tả chỗ, tư dương dây biết sau mặt đỏ một vòng, tránh thoát hắn bước nhanh rời đi. Cho phía sau xem nàng tiếp tục mua thức ăn, hắn cúi đầu cười cười, nâng bước đuổi kịp. Chợ lý đồ ăn đến cùng là so trong siêu thị muốn tươi mới không ít, tư dương nhiều mua chút có thể gửi, tính toán đặt ở trong tủ lạnh, như vậy cũng giảm đi mỗi ngày chạy chợ phiền toái. Mua xong về nhà, lệ bắt từ tự giác tiến phòng bếp đi trước nhặt rau rửa rau, tư dương tìm căn da cân đem tóc dài trát khởi, cầm tạp về bộ thượng sau lưng muốn đánh kết, tư dương nhất không chú ý đánh cái bế tắc, cố tình phản thủ giải nửa ngày thủ đều toan còn chưa có cởi bỏ, thấy hắn tẩy hoàng lao thủ, lưng đi qua xin giúp đỡ. Hắn tới gần, xoay người nhìn kỹ, thanh sắc ám ách. Đừng nhúc nhích. Nàng ngoan ngoãn định trụ. Phía trước ở quán cà phê thay đổi kiện tay áo dài, vạt áo chỗ có chút hứa đoạn, nàng hơi khoát tay sẽ lộ thắt lưng, lúc này hắn ngưng mắt xem, kia thẳng tắp lưng cùng hơi hơi lâm vào xinh đẹp thắt lưng qua rõ ràng có thể thấy được, hắn hô hấp nặng vài phần, tấp tốc cởi bỏ một lần nữa cột chắc sau, kéo nàng phản quá thân ôm lấy. Lòng bàn tay uất thiếp ở bên hông, ôm mắt ngón tay ở vạt áo chỗ ngừng một lát, vì táo mang bạc kiển chỉ phúc mới theo lưng hướng lên trên, đứng ở nội, đi lưng chụp chỗ bất động. Nhân này động tác mâu sắc thâm ám vài phần, hắn cúi đầu dán tại nàng bên tai, một chữ một chữ. Ăn cơm xong làm cái gì? Hắn cách thân cận quá, nói chuyện khi nhiệt khí liền trực tiếp phun, nóng nàng rụt lui cổ, coi như uống lên một bình say rượu thông thường, liên quan đầu óc đều không rõ lắm tích, ngữ không thành tiếng. Muốn làm cái gì? Ngươi nói đâu, ân. Hắn tận lực đem âm cuối gợi lên, phản phất lông chim xẹt qua nàng đầu quả tim, ngứa nàng run rẩy, suy nghĩ cũng bởi vậy đổ trở về phía trước một ít vô pháp kể ra thân mật hình ảnh mặt nàng tức thì biến nóng nếu chặt hắn cổ áo không biết làm sao cơm nước xong không là nên tiêu thực sao giọng nói vừa liền nghe thấy hắn ký trầm lại sung sướng tiếng cười đang có chút không rõ chân tướng phát đỉnh liền bị hắn vuốt ve cọ cọ sau đó ngươi đang nghĩ cái gì đáy mắt quẩn nổi lên thanh cười yếu ớt ý tay hắn tất cả đều buông ra thôi xa nàng chút ngưng thê nàng ánh mắt cắn tự rõ ràng của ta ý tứ là, đợi lát nữa ăn cơm xong đi tản bộ. Căm giận đẩy ra hắn đi nấu cơm, tư dương một tay ở sau một tay huyết nước lạnh che mặt ý đồ hạ nhiệt. Cố ý nói dối nàng còn nghĩa chính lời nói chỉ trích nàng hiểu sai cái gì. Thật sự là rất xấu rồi. Ăn cơm xong lễ bắt từ chủ động đi rửa chén, bởi vì bên ngoài khởi phong, tư dương thay đổi kiện hơi hậu chút áo khoác, nghĩ đến hắn vẫn là tây trang dày da, lại giúp hắn chọn bộ hưu nhàn chút, chờ hắn tẩy hảo tiến vào. Đổi một thân đi, ở hắn mới vừa đi tiến vào khi đã nói, Tư Dương đứng dậy, ta ở bên ngoài chờ ngươi. Ánh mắt ở bình phô chỉnh tề trên quần áo dạo qua một vòng, hắn đột đưa tay ngăn lại nàng, quơ quơ bản thân còn ẩm hai tay, ung dung, thủ ẩm, giúp ta mặc hạ. Trước mắt nam nhân thập phần tự nhiên ở mép giường đứng vững, song trưởng mở ra chờ nàng đi lại, tư dương tầm mắt cuối dừng ở nàng tự mình xuất ra quần dài thượng, vành tai nhiễm một chút không thể nhận ra phấn hồng, nàng nhanh chóng chạy đến đầu giường rút mấy tờ giấy, một phen nhét vào hắn trong lòng bàn tay chạy ra môn, còn chưa có quên phản thủ quan thượng. Bình thân cánh tay dần dần buông xuống, hắn sát rửa tay, vài cái thay xong quần áo, ngón tay vừa khoát lên môn đem thượng, chợt nghe thấy bên ngoài nàng ở gọi hắn, khóe miệng hắn vi câu, xuất môn. Dọc theo một đường phồn hoa đăng hà về phía trước đi, tư dương đi ở lý sườn, di động ở phóng âm nhạc, phân biệt hai cái ở hai người tả hữu nhỉ. Như vậy nhàn nhã một khối tản bộ tựa như thật lâu phía trước chuyện, phần lớn thời điểm hắn đều bề bộn nhiều việc, chẳng sợ ngẫu nhiên không tăng ca, hai người cũng lười xuất môn, ăn cơm xong liền sớm nghỉ ngơi. Đi ngang qua một cái thật lớn quảng trường, đầu người toàn động chật chội ở đi, tư dương hái điệu tai nghe nhìn về phía trước xem, nguyên là tiền phương ở phóng lộ thiên điện ảnh, nàng giật nhẹ tay hắn, hưng phấn. Quá đi xem điện ảnh mạt bố thật lớn âm hiệu cũng không tệ cứ việc đứng xa tư dương vẫn như cũ có thể nhìn xem nhất thanh nhị sở nàng không xem qua này lừa đảo trong lúc nhất thời xem vào mắt vừa vặn đến một cái không quá minh bạch địa phương nghiêng đầu muốn hỏi một chút hắn đã thấy hắn ở gọi điện thoại còn đối bản thân so cái hư thủ thế nàng gật gật đầu ống nghe âm lượng điều tới lớn nhất hơi còn có chút hiển tiểu nhưng cũng đủ nghe rõ là cảnh hành giải quyết việc chung hội báo thẩm vấn thời điểm cảnh sát phát hiện bệnh trạng không đúng kêu bác sĩ đến xem chẩn đoán chính xác vì bệnh chó dại lúc này quyết định phóng thích nhưng đang chuẩn bị đưa y trong quá trình bệnh phát tử vong hảo ta đã biết trò chuyện kết thúc thấy hắn mặt mày thâm khóa tư dương cho rằng công ty ra phiền toái gì sự để sát vào lớn tiếng như thế nào hắn không nói tiếp nơi này không là cái rất tốt nói chuyện nơi, điện ảnh thanh âm rất vang, lớn tiếng rất phí cổ họng, vì thế nắm nàng hướng xa xa đi, thật vất vả tìm điều không người ghế băng, ngồi xuống. Thẩm vấn trong quá trình xuất hiện bệnh trạng, bác sĩ chẩn đoán chính xác vì bệnh chó dại, thời kỳ ủ bệnh ước một năm, chuẩn bị phóng thích trong quá trình bệnh phát. Hắn không nói tiếp, khả nàng đã minh bạch, ba ngày còn gặp qua sống sờ sờ nhân liền như vậy không có, nói thật trong lòng cũng không biết là cái gì phức tạp cảm xúc, chồng chất ở ngực sinh ra rất buồn cảm. Nhưng ngược lại nhất tưởng, đây rốt cuộc vẫn là tự làm tự chịu, báo ứng đến quá nhanh rất ngoan. Chu Hân chuyện đến vậy xem như triệt để kết thúc, lễ bắt từ bận tâm tư dương, rất nhanh vòng vo ngữ điệu, hắn chỉ vào tiền phương sáng ngời dài kiều, cúi đầu trưng cầu của nàng ý kiến, qua bên kia nhìn xem. "Hảo." Đây là một cái liên tiếp hồ hai bờ sông kiều, kiều hai bên trang minh sáng đèn, xa xa nhìn lại liền như sôi nổi thủy thượng đăng kiều. Chẳng qua hiện tại nhân có chút nhiều, hắn dứt khoát thả nàng thủ sữa vì nắm ở thắt lưng, che chở nàng tại bên người. Trên cầu phong hơi lớn, gào thét mà qua khi nàng rối tung tóc mông bản thân một mặt, tư dương theo trên cổ tay sờ hạ gia cân, đang muốn trát khởi bị hắn lấy quá, thuần thục vài cái cột chắc. Ngươi cư nhiên hội này, tư dương cảm thán, cười tủm tỉm xem hắn, hồi nhỏ đều là mẹ cho ta sơ mái tóc, ba ba cũng không, bởi vì hắn sẽ không. Ân, hắn gật đầu, tự động xuyên tạc nàng ý tứ, tưởng ta cho ngươi sơ mái tóc. Nàng sửng sốt vạt áo thủ. Không cần, kia đều là tiểu cô nương mới sơ, ta hiện tại sơ nhiều kỳ quái. Ai biết giúp lời hắn nhưng lại nở nụ cười hạ, tư dương đang có chút không rõ chân tướng, liền nghe hắn nói. Ngươi thật sự không là tiểu cô nương bởi vì nàng sớm là hắn nữ nhân gần nhất đối hắn ý tứ hàm xúc không rõ ngôn ngữ đều có thể dây biết tư dương nghiêng đầu nhường gió thổi đi trên mặt tiệm sinh khô nóng sau một lúc lâu mới đi dắt hắn góc áo lắp bắp đi một chút đi hạ kiều sau liền vòng hồ đường cũ trở về cơm chiều vốn ăn còn rất chống đỡ cái này toàn bộ tiêu hóa sạch sẽ hai người chậm rì rì đi tới về nhà ở trải qua một cái thật lớn ngã tư đường khi hắn dừng bước như thế nào? Trước đi xem đi siêu thị. Hắn đáp. Tư Dương nghe vậy nói hảo, trong nhà gần nhất cũng không có gì đồ ăn vặt, vừa khéo có thể đi mua đồ một ít. Hai người đi vào trước cầm chiếc xe đẩy tay, thừa thang máy hạ hướng phụ lầu một khi, nàng thuận miệng hỏi. Ngươi muốn mua cái gì a? À? Dứt lời thật lâu sau đều không có được gì đáp lại, nàng kỳ quái ghé mắt, đã thấy hắn vi miếm môi, hắt nước sơn đáy mắt di động lưu quan có thâm ý khác, nàng giật mình, cũng không nghĩ nhiều, cùng ở bên người hắn tiến vào. Tác giả có chuyện muốn nói. Như vậy vấn đề đến đây, lệ tiên sinh tưởng mua cái gì? O, oh, o, oh, bạn thích bộ truyện này. Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 62 62, bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Chương 62, ánh vào mi mắt là các loại đồ dùng hàng ngày khu, trong nhà còn có rất nhiều hai người liền trực tiếp nhảy qua hướng đồ ăn vặt khu tư dương mua đồ ăn vặt thiên hảo ngọc mặn nhất đi qua trước hết chọn đường tìm đúng bài tử các loại hương vị đến một bao ăn nhiều như vậy không sợ chú nha hắn đẩy xe đi theo giữ sườn phiêu trên giá hàng đủ loại kiểu dáng đường liếc mắt một cái tuy rằng đối loại này ngọc đường không quá cảm thấy hứng thú nhưng nàng thích là tốt rồi không cần liên tục ăn thôi nàng đáp nghĩ nghĩ lại thả bình kẹo cao su tiến vào đi rồi đi xem bánh bích quy mua một đống lớn tiểu ăn vặt trong nhà có cái trữ vật hộp vừa vặn để ở đâu mặt trong khoảng thời gian ngắn đều không cần sầu tư dương mua tốt bản thân mắt thấy hai người đều đi đến quầy chuẩn bị tính tiền nàng hỏi ngươi không là muốn mua này nọ sao thế nào không thấy ngươi lấy hắn dạ ở quầy nàng nha hạ lại không nghĩ nhiều Từng cái đội ngũ đều có chút dài, tư dương liền nhường chính hắn đi lấy, mà nàng chọn cái tương đối thiếu đội ngũ trước xếp. Rất nhanh hắn sẽ trở lại, trong lòng bàn tay nắm vài cái hồng, nàng không thấy rõ còn tưởng rằng là đường, đang muốn đến một câu, làm sao ngươi cũng mua đường, liền nhìn thấy bên trên kia lưỡng chữ to, thương bản. Nàng há hốc mồm, lui tới nhân nhiều lắm, luôn đụng đến, lệ bắt từ đứng ở phía sau nàng nắm giữ đẩy xe, thuận thế đem nàng hoàng ở trong ngực thấy nàng ánh mắt loạn phiêu, chính là không xem bản thân trong tay hòm, hắn không tiếng động cười rộ lên, cúi đầu môi dán sát vào nàng lỗ tai, chính xác. Mấy ngày hôm trước là thời kỳ an toàn của ngươi, sau hay là muốn làm tốt thi thố? Rõ ràng trong siêu thị như vậy ầm ĩ, hai câu này nói cố tình chợt nghe phá lệ rõ ràng, nàng mặt đỏ lên, thuận miệng đáp câu, đã biết, trùng hợp đến phiên nàng tính tiền, vội vàng đem trong xe đẩy này nọ lấy ra. Mua đồ hoàng về nhà. Tư dương trên người ra không ít hãng, tính toán tọa một lát lại đi tẩy, nghe hắn đi vào trước tiếng nước đi theo vang lên, nàng ngã chén nước ấm chậm rãi uống, nghĩ đến mua đến đồ ăn vặt còn chưa có sữa sang lại, cầm trữ vật hộp đi lại hướng bên trong phóng. Ngay ngắn chỉnh tề phóng mãn, tư dương thủ lại vói vào đi, đầu ngón tay chạm được hòm ngay ngắn góc viền, nàng trố mắt dây, đầu óc giống như bị điện giật thông thường nhớ tới đây là cái gì, thủ bá thu hồi. Tim đập không biết khi nào mau lên, tại đây yên tĩnh trong không gian một thanh âm vang lên cho một tiếng, nàng dùng sức cắn khóe môi, nhìn nửa ngày còn là có chút tò mò, quay đầu chăm chú nhìn phòng tắm, thừa dịp hắn không ra, lại xuất ra. Dĩ vãng chưa từng chú ý quá loại này này nọ, hiện thời dùng tới mới phát hiện cư nhiên cũng chia loại cùng kích cỡ, nàng thuận tay lại nhìn khác, là giống nhau như đúc, đang muốn thả lại trong gói to, bên tai chợt nghe cùng cục một tiếng, đúng là cửa phòng tắm mở lượng lờ sương mù theo đại mở cửa lý tràng, vài cái liền biến mất không còn một mảnh. Lệ bắt từ chỉ chụp vào điều quần dài, một tay lau tóc đi ra, phủ vừa nhấc mắt, liền thấy nàng cầm hòm tò mò đang nhìn. Dưới chân dừng một chút, hắn bừng tỉnh không thấy, lửng thưởng hướng, ở nàng bên cạnh người ngồi xuống. Giúp ta lau. Nàng nháy mắt mấy cái, tiếp nhận thăng lông cho hắn sát đứng lên, trên tay động tác không ngừng đồng thời đã ở miên man suy nghĩ tuy rằng vừa rồi nàng phản ứng rất nhanh ném trở về khả khó bảo toàn hắn có phải không phải đã thấy tư điểm tư dương vụn trộn ngắm hắn liếc mắt một cái đợi hồi lâu vẫn là không thấy có mở miệng tự mình an ủi nhẹ nhàng thở ra đại khái là nàng nghĩ nhiều vài cái cho hắn lau khô tóc tư dương cầm lấy khăn lông cùng áo ngủ nhấc lăn lông lốc đứng lên chạy hướng phòng tắm kia động tác cực kỳ mau đảo mắt sẽ không có ảnh siêu thị gói to còn đặt tại cuối giường bên trong mấy hộp bộ hỗn độn bãi, lệ bắt từ nhìn một lát, xuất ra bỏ vào trong tủ đầu giường, rồi sau đó xong trưởng vén ở sau đầu, giãn ra bán nằm chờ đợi. Có người ở tiền tẩy quá, trong phòng tắm liền ấm dào dạt giống như mùa hè, tư dương phóng ngủ ngon y, nở hoa sái dự nóng. Thủy ôn vừa đúng, bốc hơi hơi nước lượng lờ giống như tiên cảnh, tư dương cuối cùng vọt lần tóc, tay cầm thượng bắt tay tưởng quan thủy, nghĩ đến một sự kiện lại do dự định trụ đợi lát nữa có phải không phải muốn. Cứ việc cùng hắn đã có quá vài lần, nhưng tư cập này vẫn là hội mặt đỏ nhĩ nóng, nàng bộ dạng phục tùng rũ mắt, như vậy nhất cọ sát nhưng lại qua hơn 10 phần chung. Hoàng hồn khi hoảng thấy hơi nước quá đáng làm nàng đầu có chút choáng váng, nàng vội vàng quan thủy đi ra ngoài, vừa lau khô tính toán bộ quần áo, tiếng đập cửa liền hợp thời vang lên, nàng dọa khiêu trong tay quần áo suýt nửa điệu. Sao như thế nào? Không có việc gì, xác định một chút ngươi có phải không phải hoàn hảo, nghe được nàng ra tiếng liền để xuống tâm, hắn liếc mắt trên tường đồng hồ báo thức, chậm rì rì hỏi, đã đi vào nửa giờ, còn không có tẩy hảo. Tư dương nghẹn lời, ngô nhanh, ngươi gấp cái gì? Ân, ừ, ta sốt ruột, hắn làm bộ đi động môn đêm, biết nàng không khóa môn tận lực dọa dọa nàng, nếu không ra ta liền đi vào, đã biết. Mục đích đạt tới, hắn xoay người rời đi. Hỏa tốc mặc xong quần áo, Tư dương đối với gương kiểm tra rồi hạ không có vấn đề, mới chậm rì rì đi ra ngoài. Hắn đã chuẩn bị tốt máy sấy, tư dương chờ hắn cho nàng sấy khô tóc, thừa dịp hắn đi tẩy khăn lông khi bế máy tính trước chiếm cứ giường lớn một bên, điểm khai video clip. Lệ bắt từ vừa ra tới mi mắt lý chính là nàng ngồi nghiêm chỉnh bộ dáng, hắn vi hơi nhíu mày đang muốn mở miệng, lại nghe nàng nhưng lại bắt đầu đối với máy tính nói chuyện, ánh mắt trốn tránh chính là không xem bản thân, tiểu tâm tư không cần lại rõ ràng. Hắn nghĩ thời gian còn sớm, liền cầm quyển sách ở nàng bên cạnh người ngồi xuống. Tư dương mặc dù đang nói chuyện, dư quan khả luôn luôn chú ý hắn, thấy hắn bắt đầu đọc sách không có gì khác thường động tác, cao dẫn theo tâm mới hạ xuống. Ai chu hân chuyện thế nào? Diệp ảnh biên hạp hạt dư biên hỏi. Nàng đã bệnh phát, bác sĩ kiểm tra ra bệnh chó dại bệnh độc ở trong thân thể ẩn núp đã hơn một năm, nghe vậy diệp ảnh đổ rút một ngụm lãnh khí ngươi là nói nàng đã tư dương gật đầu lặng im một lát được rồi tuy rằng ta đã sớm biết sẽ là kết cục này nghe được vẫn là có chút kinh ngạc quả nhiên ác có ác báo không là trò đùa cổ nhân thành không khi ta a à. ân ừ, chúng ta đổi cái đề tài đi chuyện của nàng đã kết thúc ta về sau không nghĩ lại nghe được tên của nàng diệp ảnh phối hợp nói hảo hai người tán gẫu vui vẻ, trong lúc nhất thời đã quên thời gian, càng nói càng đến hưng trí. Mà ở bên đợi nàng hồi lâu nam nhân liền không là cao hứng như vậy, mi mày gian ẩn ẩn nhẫn nại, hắn không biết vài lần ánh mắt tỉnh lạc, gặp hai người này không ngờ muốn nói khởi đừng trọng tâm đề tài, rất thẳng thắn trước đó đình chỉ. Một tay bưng lên nàng máy tính hướng bên cạnh nhất phóng, camera đối với phòng tắm phương hướng, hắn không nhìn nàng kinh ngạc ánh mắt, cúi đầu dùng sức cắn khóe miệng nàng một ngụm. Tư dương ăn đau, trong con người đen nháy mắt dạng ra ước ác trạm lượng quan, môi bị hắn kỹ càng đổ nói không ra lời, nàng chỉ có nhéo hắn cổ áo, đáng thương hề hề xem hắn. Cắn mấy khẩu cho là bị vắng vẻ trừng phạt, hắn dán của nàng môi, hàm hồ hỏi nàng. Còn tiếp tục sao? Nàng lắc đầu. Đáy mắt cuốn quá rải rắc ý cười, hắn buông ra nàng, vỗ vỗ nàng đầu, đi nói cá biệt, đem máy tính đóng. Nàng gật gật đầu, mang về máy tính cái kia, ta có điểm mệt nhọc, trước ngủ, chúng ta lần sau lại tán gẫu a. Diệp ảnh thè lưỡi giả trang cái mặt quỷ, đi thôi đi thôi, thực sự coi ta tai biết không nghe thấy giống nhau, người chính là cái gặp, sắc, quên nghĩa tên. Máy tính tắt máy, đèn tường ở ngay sau đó bị hắn quan thượng, trong phòng không ra một tia quang đen xì, Tư Dương cái gì đều nhìn không thấy, chỉ có của hắn hơi thở gần trong gan tất thổi tức có thể nghe. Hai người lặng lặng hôn một lát trong bóng tối của nàng hô hấp càng lúc càng dồn dập, nóng rực nóng nhân, mơ mơ màng màng gian nàng nghe thấy tất tất tác tác thanh âm, tùy theo lòng bàn tay bị thả cái gì vậy, tứ giác ngay ngắn thật hiển nhiên, nàng ngẩn ngơ, nhìn ánh mắt hắn. Không phải mới vừa đang nhìn. Hắn mỉm cười, thấp giọng hướng dẫn nàng, bản thân mở ra nhìn xem bên trong lớn lên trong thế nào, ân. Hắn nói mỗi một chữ, mặt nàng liền hồng một phần, đến cuối cùng âm cuối, quả thực muốn nhường nàng tự cháy, nàng xem cũng không xem đã đem hòm tắt hồi trong tay hắn, mảnh lắc đầu cự tuyệt. Vừa rồi là từ đâu đến tự tin cho rằng hắn không phát hiện quy a quy thấy nàng không chịu, hắn cũng là không bắt buộc, tự thân tự lực động thủ, một lần nữa cuối người đi phúc trụ môi nàng. Đêm còn dài lâu, xương sống thắt lưng chân cũng toan, cả người đều lâm vào không thoải mái trung, tư dương dựa vào hắn, tùy ý hắn ôm bản thân tẩy trừ lại trở lại trên giường nằm xuống. Đã không có khí lực, nhúc nhích một chút đều thành không có khả năng, Tư Dương Oa ở hắn ngực, vây ý tràn ngập khi cảm giác được hắn nắm bản thân ngón tay khinh nhu, tiếng nói ôn hòa. Quá hai ngày có rảnh, đem sở hữu này nọ đều chuyển đến ta đây như đến, được không được. Nàng dương mắt. Hắn cúi mâu không hề chớp mắt, về sau theo ta trụ cùng nhau, ân. Tuy rằng nàng còn thuê bản thân phòng ở, được không sớm phía trước sẽ cùng hắn cùng nhau, hiện thời. Tự hồ cũng là thuận lý thành chương chuyện, môi nàng giác nhấp vi đạm ý cười, nhắm mắt gật gật đầu, câm thanh. Hảo! Thủ nhẹ vỗ về của nàng lưng, hắn để ở nàng cái trán có một chút không một chút thân nàng ánh mắt, cùng với nhập miên. Khó được qua bận rộn kỳ không chút, thẩm cao nghiêng trước thời gian ước hảo tư dương, nói là cùng đi mua quần áo mới, khả đến ước định thời gian còn không gặp người ảnh, nàng đành phải tiêu điện thoại đi qua đánh vài cái mới có nhân tiếp vừa nghe thanh âm cư nhiên còn đang trong giấc mộng ốc thượng xẹt qua một chuỗi im lặng tuyệt đối nàng không nói gì không ngờ như thế tư dương ngươi cư nhiên còn tại ngủ ngon ta cư nhiên ở gió lạnh trung đẳng ngươi ngươi rất lừa gạt ta cảm tình tư dương bừng tỉnh thoáng nhìn thời gian hoắc mắt ngồi dậy a ngượng ngùng ngủ quên ngươi trước phụ cận đợi chút ta lập tức đến ta khả chỉ cho ngươi một giờ a hơn không đợi nha. Hảo. Phòng ở chỉ có nàng một người, lệ bắt từ sớm trời đi, tư dương vội vội vàng vàng rửa mặt mặt quần áo, trực tiếp đánh xe lao tới ước hảo địa điểm. Tối hôm qua làm tặc đi a à, ngủ trễ như thế. Thẩm cao nghiêng phỉ nhổ. Tư dương mặt không hé răng, trên thực tế là bị người nào đó dây dưa đến đây một lần lại một lần, nàng vẫn là lần đầu tiên biết. Nguyên lai like còn có thể có nhiều như vậy đa dạng nhìn xem này váy đẹp mắt sao thẩm cao nghiêng tùy tay cầm điều ở trên người so đo tư dương nhìn nhìn chỉ chỉ phòng thử đồ trên thân mới biết được hiệu quả thẩm cao nghiêng cũng có ý tứ này đem bao cấp chính nàng đi vào sao biết sau lưng khóa kéo thiết có chút kỳ quái nàng thế nào đều đủ không đến cuối cùng nhất tiệc bất đắc dĩ rất nhiều chỉ có thể kêu tư dương tiến vào hỗ trợ quần áo là rất đẹp mắt chính là này khóa kéo thiết trí không tốt Thẩm cao nghiêng ở trước gương vòng vo chuyển, châm chọc. Khi ta vượng tay dài a, có thể gặp được như vậy xảo quyệt cấp độ. Dứt lời không có nghe đến bên cạnh người có thanh âm, nàng kỳ quái ghé mắt gặp người này vậy mà đang đùa di động, của nàng tầm mắt đang muốn thu hồi, đã thấy Tư Dương tóc che lấp hạ ửng đỏ, ở trắng nõn xương quai xanh hạ khác thường rõ ràng, nàng vi lăng hậu tri hậu giác. Khi có phải không phải giấu hôn tới. Dứt lời không có nghe đến bên cạnh người có thanh âm nàng kỳ quái ghé mắt gặp người này vậy mà đang đùa di động của nàng tầm mắt đang muốn thu hồi đã thấy tư dương tóc che lấp hạ ửng đỏ ở trắng nõn xương quai xanh hạ khác thường rõ ràng nàng vi lăng hậu tri hậu giác tác giả có chuyện muốn nói cuối cùng nhất đoạn ngắn không là loạn mã sửa chữa sau số lượng từ không thể thiếu cho nguyên số lượng từ cho nên tăng thêm không nhìn đi bạn thích bộ truyện này yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video chương 63 63, bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Chương 63, giống như đột nhiên liền phúc trí tâm linh, hay là đây là ngủ quên nguyên nhân? Tặc hề hề cười rộ lên, thẩm cao nghiêng thừa dịp tư dương không chú ý, duỗi tay tới huyết hạ. Tư dương bị nàng dọa khiêu, sau này co rúng lại hạ, nhíu mày. Ngươi làm chi? Ngươi nói ta cạn thôi. Thẩm cao nghiêng tề mi lộng nhãn, biểu môi, chính ngươi nhìn xem. Theo thẩm cao nghiêng ánh mắt ý bảo phương hướng đối kính nhìn lại, tư dương liếc mắt một cái thấy kia ửng đỏ một chỗ, giấu ở cổ áo cùng tóc hạ, nàng buổi sáng suốt môn sốt ruột nhưng lại hoàn toàn không có phát hiện. Hoàn hảo cổ áo cao, chú ý điểm khác nhân cũng nhìn không thấy, thẩm cao nghiêng đã đổi hồi bản thân quần áo, còn không quên chế nhạo, ta đổ nói đi, ước hội cho tới bây giờ đều là trước thời gian đến tư dương tiểu thư cũng có ngủ quên một ngày, nguyên lai like là. Kế tiếp lời nói nàng liền nói không được, nhân tư dương bưng kính của nàng miệng, nàng khoát tay ý bảo bản thân không nói, tư dương mới bằng lòng nới ra nàng, rồi sau đó ho nhẹ một tiếng nói sang chuyện khác. Lại đi xem khác quần áo đi. Dứt lời tư dương dẫn đầu đi xa, thẩm cao nghiêng ở sau lưng xem, giả trang cái mặt quỷ đuổi kịp. Hai người ở trong thương trường vòng vo đầy đủ tứ mấy giờ mới đi ăn cơm, lúc này từng cái điếm mọi người không nhiều lắm, Tư Dương tùy tiện tìm vị trí ngồi xuống, chỉ cảm thấy đã đói quá mức. Hỏa tốc điểm đang, chọn đều là Tư Dương thích ăn, thẩm cao nghiêng che mặt bồi tội. Ngươi điểm tâm chưa ăn thế nào đều không trên một tiếng. Ta còn tưởng rằng ngươi trên đường tới ăn qua, mới làm càng đi mua, tận lực đợi đến ít người điểm ăn cơm. Không có việc gì, Tư Dương còn muốn nói gì, bất đắc dĩ di động đột nhiên vào điện thoại, nàng liếc mắt điện báo biểu hiện, đối thẩm cao nghiêng nhỏ giọng, ta trước tiếp cái điện thoại. Thẩm cao nghiêng vuốt cầm. Là chủ nhà A Di đánh tới, phía trước ước hảo hôm nay thoái tô. Ân, ừ, ta đợi lát nữa thu thập này nọ, ngươi có thể đi lại kiểm tra một chút. Chủ nhà liên thanh ứng hảo, vậy tam điểm được rồi. Hảo. Đối thoại ngắn ngủi kết thúc, tư dương thả tay cơ một bên, nghe nói thẩm cao nghiêng hỏi. Chính thức chuyển nhà A. Nàng ân nói đợi lát nữa hồi đi thu thập. Ấn ta nói sớm nên chuyển, chính ngươi thuê phòng ở lại không được, không ở nơi đó mỗi ngày đều là tiền thuê nhà được không? Thẩm cao nghiêng cười tủm tỉm. Chuyển đi, muốn hay không ta hỗ trợ? Không cần, hắn sẽ đến tiếp. Nghe vậy thẩm cao nghiêng lập tức lộ ra ghét bỏ biểu cảm, đã biết đã biết, có khác phái không có nhân tính tên, đồ ăn dọn đủ rồi, chạy nhanh ăn đi. Môi giang nhấp khẽ cười ý, tư dương cầm lấy chiếc đũa điểm đồ ăn vừa khéo hai người ăn xong sau chống đỡ không được dứt khoát ngồi ở trên vị trí nghỉ một lát đều tự ngoạn di động tư dương đi lên phần mềm vừa vặn thấy tân phát tư tính hồ lô hồ lô miên dương dương nhĩ hảo là như vậy ta cùng một ít tiểu đồng bọn chú ý ngươi thật lâu đều là của ngươi phan chúng ta đều thật thích miêu tương lai cũng có dưỡng miêu tính toán nhưng là khuyết thiếu kinh nghiệm cho nên chúng ta tưởng mời ngươi tham gia một cái giọng nói trao đổi hội, đại gia có thể khơi thông trao đổi dưỡng miêu kinh nghiệm, không biết này đường đột thỉnh cầu có thể chứ. Giọng nói trao đổi hội. Tư dương nghĩ nghĩ, đánh chữ. Khi nào thì đâu? Hồ lô hồ lô miên. Qua dương dương ngươi hồi phục, kích động, ta cùng tiểu đồng bọn thương lượng hạ, liền nay 8 giờ tối, dương dương có thời gian sao? Nếu không được chúng ta liền đổi một cái, hết thảy tuần hoàng của ngươi thời gian đến, hắc hắc nay 8 giờ tối. Giống như không có chuyện gì phải làm, nàng này nọ không có nhiều lắm, thu thập đứng lên hẳn là rất mau, vì thế đáp ứng xuống dưới. Tốt. Hồ lô hồ lô miên. Qua oa oa bổng bổng đát, vậy nay 8 giờ tối, ngô y y hào 37.568, chờ ngươi đến Nga bị này ngữ khí đậu cười, tư dương trạc tự rất nhanh. Hảo, ta sẽ đúng giờ đến cảm ơn của ngươi mời. Ngươi ở cười cái gì a? À? Thẩm cao nghiêng thò người ra, đại khái ngắm đến liếc mắt một cái là phần mềm mặt biên, đoán là soát đến cái gì thú vị tin tức, cũng không hỏi nhiều, chúng ta đi thôi, ngươi thu thập này nọ còn muốn thời gian, ta trước đưa ngươi trở về. Hảo, đi thôi. Vẫy tay nói tái kiến, tư dương độc tự tiến thang máy, đứng ở cửa vào khi lo lắng nên từ nơi nào bắt đầu thu thập hai ngày trước vì chuyển nhà nàng cố ý mua vài cái chân không áp suất túi hẳn là có thể trang không ít quần áo ra cái gì trước từ tủ quần áo bắt đầu bởi vì phía trước liền cùng hắn cùng ở của nàng phần lớn quần áo đều đã ở hắn nơi đó chỉ còn lại có tiểu bộ phận cùng một ít phản mùa tư dương toàn bộ trước lấy ra đặt lên giường nhất kiện kiện điệp hảo thu vào áp suất túi toàn bộ thu thập toàn bộ cuối cùng là không có bản thân gì đó vừa vặn chủ nhà cũng đi lại tư dương nhường a di kiểm tra hảo lui điệu còn thừa tiền thuê nhà cùng tiền thế chấp sau tọa trên sofa nghỉ ngơi cứ việc nổi lên một thân mồ hôi khả nàng mệt đến lười động tà tà nằm xuống hí mắt chờ hắn đến sao biết tư thế rất thoải mái dựa vào dựa vào nàng liền đang ngủ cho đến bị tiếng chuông đánh thức ánh mắt chưa mở thủ hướng thanh âm truyền đến phương hướng sờ soạn sau một lúc lâu bắt đến điện thoại di động nàng tiếp khởi thanh câm thả thấp quy Lệ bắt từ vừa kết thúc công tác, lái xe hướng nhà nàng mà đến, nghe nói này tiếng nói giật mình phim câm khắc. Đang ngủ. Ân. Ừ. Ngủ ở chỗ nào? Trên sofa. Nghe ngôn mày kiếm nhất túc, lệ bắt từ thuần thục đánh cái quẹo trái, biên chú ý kính chiếu hậu biên hỏi. Trực tiếp ngủ. Hắn hỏi lên như vậy, nàng liền chú ý đến, biết hắn sẽ nói, thông minh ngữ điệu vừa chuyển. Người bên kia thật ồn ào, là ở trên đường sau ân mặc dù nhìn không tới của nàng biểu cảm cũng có thể dễ dàng đoán được nàng tránh né tiểu tâm tư hắn không bị nàng mang chạy nghiêm túc không cần trực tiếp ngủ hội cảm lạnh tư dương nghẹn trụ sau một lúc lâu vòng quanh góc áo nhược nhược đã biết ngươi nhanh đến sao ân ở nhà chờ ta hảo quả nhiên là nhanh đến không vài phút cửa liền vang lên tiếng đập cửa tư dương chạy chậm đi mở cửa Phương vừa nhìn thấy mặt hắn, trên trán liền bị hắn bàn tay to bao trùm. Ta không sao. Nàng than thở. Độ ấm bình thường, hắn buông tay. Ánh mắt lướt qua nàng thân, lệ bắt từ liếc mắt một cái thấy trống rỗng sofa, ngay cả điều tiểu chăn đều không có, cố tình phòng thách cửa sổ còn mở rộng, vù vù phong tùy ý thổi vào. Hắn ninh mi lãm quá nàng thắt lưng, ở nàng trên trán không chút thách khí gõ hạ lần sau còn như vậy trực tiếp ngủ thử xem xem. Nàng ăn đau, cũng là biết sai không hé răng. Cùng hắn cùng nhau chuyển này nọ đi xuống, qua lại mấy lần cuối cùng chuyển hảo, chính thức rời đi này ở đã hơn một năm địa phương. Bởi vì buổi tối đáp ứng rồi phan chuyện, tư dương thu thập hoàng lập tức đi làm cơm, ăn xong không nghĩ bao lâu mượn áo ngủ đi vào tắm rửa. Tí tách thủy tiếng nổ lớn, lệ bắt từ tẩy hoàng bác vào nhà, tựa vào cửa phòng tắm khẩu, Quốc cầm suy nghĩ nàng này kỳ quái hành vi, sau một lúc lâu không gì suy nghĩ, rõ ràng ở mép giường ngồi xuống, chờ nàng xuất ra. Lệ thường cho nàng sấy khô tóc, lệ bắt từ thấy nàng bế máy tính qua thượng, giường, nhíu mày. Có việc. Nàng gật đầu, trên tay không ngừng, đáp ứng rồi phan tham gia một cái giọng nói tán gẫu, nói là trao đổi dưỡng miêu kinh nghiệm, ta đi trước sau y y, ngươi nhanh đi tẩy đi. Nghe vậy hắn chưa làm một thanh, thật sâu nhìn nàng một cái xoay người tránh ra thời gian khác vừa khéo y y trong phòng đã có không ít người bởi vì này tràng trao đổi hội đã ở phần mềm thượng công khai ở đây trừ bỏ sạn thị quan còn có rất nhiều tư dương phan trong lúc nhất thời náo nhiệt phi phàm trong nhà vừa vặn có cái microphone tư dương cẩn thận điều chỉnh tốt mềm giọng đại gia hảo ta là tư nhân có ánh mặt trời tư dương trước kia cũng làm quá vài cái thăm hỏi phần lớn đều là văn tự hình thức cần mở miệng cực nhỏ chứa nhiều tân phan cũng là lần đầu tiên nghe thấy của nàng thanh âm lúc này ở công bình thượng soát mãn Hoa oa oa nhuyễn mũi giấy thanh âm tuyệt quá tha thứ ta là cái thanh khống dương dương nhiều lời điểm nói chúng ta sạn thị quan đều đang nghe bình luận soát quá nhanh có chút tư dương đều chưa kịp xem liền trôi qua nàng đổ trở về một cái điều xem qua mới cười khẽ ngô đầu tiên ta là thu được hồ lô hồ lô miên mời, phi thường cảm tạ có này vinh hạnh, như vậy kế tiếp ta trước tiên là nói một ít đơn giản vấn đề. Tư tính lý thường xuyên có người hỏi, có thể cấp miêu mễ uống sữa sao? Rất nhiều tộc trưởng đều cảm thấy, sữa là rất có dinh dưỡng gì đó, cấp miêu mễ uống hẳn là cũng có thể bổ sung thân thể sở nhu dinh dưỡng vật chất, kỳ thực đó là một sai lầm ý tưởng. Theo y học cùng khỏe mạnh góc độ mà nói, sữa đối với miêu mễ mà nói, là sẽ làm chúng nó hệ tiêu hóa không thoải mái dưỡng miêu thời gian lâu trừ bỏ này đó mới bắt đầu dễ dàng tính sai vấn đề tư dương còn biết không ít lãnh tri thức cơ bản đều làm chia sẻ công bình lý bầu không khí vô cùng tốt hiện nay nàng nghe những người khác nói chuyện bên tai vừa động nghe nói cửa phòng tắm mở ra nàng nghiêng đầu nhìn lại cả người coi như che bạch môn sương mù tóc còn tại nhỏ nước bột gian đáp điều khăn lông hạ, thân sẽ theo liền chụp vào điều miên chất quần dài, hắn kéo qua khăn lông tùy tay xoa xoa, cố tự ngồi ở mép giường đưa cho nàng. Giúp ta lau. Nàng dạ, tự nhiên tiếp nhận, lau vài cái bỗng nhiên cảm thấy có cái gì không đúng, dư quan lý đại phiến đại phiến văn tự hiện lên, nàng giật mình phát hiện vừa rồi vì thuận tiện, khai là tự do hình thức. Công bình lý hiển nhiên đã tạc, vì vậy đột nếu như tới thanh âm, cố tình lúc này hắn còn quay đầu, có chút không hiểu hỏi câu như thế nào nàng phù ngạch giờ phút này đóng tự do hình thức giống như lại rất giấu đầu hở đuôi dù sao nàng không hề làm gì cả a à. nghĩ nghĩ nàng nhìn thẳng hắn ánh mắt không tiếng động lấy môi hình ta khai tự do hình thức của ngươi thanh âm đi vào rõ ràng đã nghe hiểu lại cố ý giả ngu lệ bắt từ tà liếc máy tính liếc mắt một cái khuôn mặt tuấn tú thượng thâm ẩn ý cười hắn một bộ nghiêm trang khuynh thân đem nàng nhét vào bản thân trong dạ. Ân, ngươi vừa mới nói cái gì? Ta không nghe rõ. Một chuỗi im lặng tuyệt đối từ đỉnh đầu bay qua, tư dương thật đúng tính toán lặp lại lần nữa, ai biết liền tại giờ phút này nghe thấy hắn đè thấp tiếng cười, đột nhiên liền phản ứng đi lại hắn ở đậu nàng, khí ý nghĩ nhất mộng tháp hắn một chút, chưa hết giận lại ngẩng đầu hung hăng cắn hắn cầm một ngụm. T, hắn nhíu mày, thừa dịp nàng thoát đi tiền hai ngón tay nắm nàng cầm, để ở nàng cái trán thần sắc nguy hiểm, dám cắn ta, ân. Bị cắn kia chỗ đã nổi lên thâm ngân, phím hơi hơi thủy quang, tư dương đưa tay muốn đi sờ một chút, không ngờ thủ tới giữa không trung đã bị chế trụ, môi ngay sau đó bị kỹ càng phúc trụ, sắp thở hỗn hển đến. Nàng trước mặt bỗng tối sầm, tiếng lòng lạch cạch nhảy dựng, suy nghĩ hoàn toàn bị bớt chút thời gian, một điểm không dư thừa. T. Hắn nhíu mày, Thừa dịp nàng thoát đi tiền hai ngón tay nắm nàng cầm, để ở nàng cái tráng, thần sắc nguy hiểm, dám cắn ta, ân. Tác giả có chuyện muốn nói. Di động đổi mới đát, không có phương tiện đổi đi, bảo bối nhóm chấp nhận 2 ngày ha lập tức 2017. Trước tiên chúc các ngươi tân niên vui vẻ a à sao sao đát, sang năm muốn tiếp tục duy trì ta a à 20. 48 loạn mã đã sửa. Bạn thích bộ truyện này yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 64 64, bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Chương 64, tay bị hắn khoát lên bên hông, không mặc quần áo trực tiếp dán sát vào ấm áp làm nàng mặt đỏ tai hồng, đầu ngón tay co rúng lại hạ tưởng lùi về, lại bị hắn nắm càng nhanh. Sâu đậm toàn diện cùng với các cốc độ bị hắn hôn lần, hắn liền như vậy dán sát vào nàng mềm mại khóe môi tư thế, mỉm cười hỏi nàng. Còn có dám hay không cắn người? Tư Dương bị hắn áp ở đầu giường động không được, hoảng hốt nghe rõ mảnh lắc đầu. Hắn vừa lòng, buông ra của nàng đồng thời đem máy tính bãi hồi nàng trên gối, chậm rì rì, các nàng ở gọi ngươi. Thiên nhiên xuống giường đi tẩy khăn lông. Giống như bị cự sét đánh trung, loại này đem trọng yếu đại sự quên ở sau đầu kinh ngạc làm nàng đầu óc không còn, ánh mắt vi đẩu cuối lạc, công bình lý quả nhiên là ở kêu gọi nàng, còn có không ít chế nhạo tư dương rất nghĩ giả chết do dự hai giây vẫn là kiên trì thượng trước đêm tự do hình thức đóng cửa nàng vốn đã ở mạch tự đệ nhất vị tức thời có thể nói thẳng nói tư dương nhẹ giọng khụ khụ hãy còn bình tĩnh vừa mới nói đều không sai biệt lắm còn có cái gì muốn hỏi sao phan nhóm lòng hiếu kỳ đều phá nát vấn đề một người tiếp một người đều là về mới vừa rồi tiểu ngoài ý muốn nhưng đến cùng lệch hướng lần này trao đổi hội chủ đề, tràng khống vẫn là thật tẩn trách đem đề tài kéo về. Cuối cùng đến đây câu cảm ơn đại gia Dũng Dược tham dự, đã xong lần này trao đổi. Đóng cửa máy tính, tư dương tựa vào đầu giường nhìn thẳng tiền phương xuất thần, suy nghĩ đổ hồi mới vừa rồi. Tuy rằng khai tự do hình thức, nhưng khi đó hậu microphone cách cũng không gần, thanh âm hẳn là. Cũng không bị lục vào đi thôi. Khả dù sao không có chính tai nghe thấy, nàng cũng không dám cố tự xác định thường xuyên qua lại rối rắm địa đầu đều lớn dứt khoát tự mình buông tha cho không thèm nghĩ nữa lệ bắt từ rất mau trở lại đến tọa nàng bên cạnh người yên tĩnh đọc sách tư dương chơi một lát di động có chút khác lê dép lê đi phòng khách di động vào điện thoại đánh gãy lệ bắt từ không yên lòng tiêu sái thần hắn lấy quá vừa thấy là di động của nàng đến hiển chỉ có hai chữ hắn dừng một chút tiếp khởi tư dương a Ngày mai có thể hay không về nhà một chuyến." Tư Mụ Mụ cười tủm tỉm, ba người bên này đồng sự muốn dẫn con trai tới dùng cơm, ngươi trở về cùng nhau tiếp đón hạ. Không đợi Lệ Bắt Từ nói tiếp, Tư Mụ Mụ lại tiếp tục, "Cái kia đồng sự cùng con của hắn ngươi đều gặp qua, Cánh rừng nghiêm, sau ngươi đại 4 tuổi, năm trước còn trong nhà chúc Tết quá, có ấn tượng sao?" Lệ Bắt Từ nhẫn nại nghe xong, mỉm cười. "Bá mẫu nhĩ hảo, ta là Tư Dương bạn trai." lệ bắt từ. Tư mụ mụ sửng sốt, theo bản năng nhìn nhìn thời gian, này điểm, hai người ở cùng nhau, ý tứ hàm xúc không cần nói cũng biết. Nhĩ hảo. Là như vậy, tư dương ngày mai có chút việc, không bằng ngày sau ta cùng nàng cùng nhau trở về, có thể sao? Tư mụ mụ cười khai. Có thể có thể, có cái gì không thể, trên đường tới được thời điểm cẩn thận một chút, nhanh đến làm cho nàng cho chúng ta gọi cuộc điện thoại tốt bá mẫu. Ngươi thích ăn cái gì, ta đến lúc đó nhiều làm điểm. Cám ơn bá mẫu, tùy tiện làm chút đi, ta không kén ăn. Hảo hảo hảo. Tư dương tiến vào khi, thấy chính là người nào đó mặt mày hớn hở ở tiếp điện thoại, mà lòng bàn tay nắm. Cư nhiên là di động của nàng, nàng lớn dần mắt, ba bước cũng làm hai bước chạy tới. Là ai? Nàng ngửa đầu, không tiếng động. Lệ bắt từ chuyên chú nghe tư mụ mụ liên miên lãi nhãi, bất chút thời gian phân thần trả lời nàng. Mẹ ngươi! Tư dương hơi giật mình, đưa tay làm cho hắn đem di động cấp bản thân, vừa phóng tới bên tai liền nghe thấy nhà mình mẫu thân một đống lớn dông dài, nàng che khuất mặt. Mẹ, ngươi tìm ta a? À. Khi đầu lời nói im bặt đình chỉ, đi theo, vừa mới muốn cho ngươi ngày mai về nhà, nhưng là bắt từ nói ngươi ngày mai không rảnh, cho nên ta cùng hắn ước hảo ngày sau. Hắn không biết lộ, ngươi dẫn hắn cùng nhau đi lại a. À? Ân tốt. Tư dương liếm liếm môi, trọng phiêu nhìn chầm chầm bản thân người nào đó liếc mắt một cái. Vốn các ngươi ngày mai trở về, ba ngươi đồng sự, cái kia lâm thúc thúc cùng con của hắn cánh trừng nghiêm đều đi lại làm khách, hai người các ngươi không là thuộc sao, ta là muốn cho ngươi chiêu đại hắn tới. Mắt thấy mẫu thân càng nói càng không đúng, Tư Dương cũng không quên bên cạnh có người ở nghe lén, vội vàng đình chỉ. Không không không, mẹ ta cùng hắn không quen, các ngươi chiêu đãi là tốt rồi, ngô ta ngày mai có việc, ngày sau rồi trở về. Đã biết, mẹ treo, ba người ở kêu. Mẹ tái kiến. Trò chuyện vừa nhất kết thúc, di động đều còn chưa có buông, chợt nghe đến một câu, ngươi cùng hắn rất quen thuộc, nàng ách thanh, dựa vào ở trên người hắn, thành thật. Không có, phía trước lâm thúc thúc cùng ba ba hình như là trên công tác có cái gì hợp tác cho nên kia đoạn thời gian thường xuyên đến trong nhà sẽ đến hướng tương đối thường xuyên muốn nói thục thật đúng chưa nói tới nhiều lắm tính cái bằng hữu bình thường hắn không nói chuyện nhưng nàng biết hắn đang nghĩ cái gì thuận thế ôm lấy hắn cánh tay mẹ ta không có cấp cho ta giới thiệu ý tứ nàng tổng nói làm cho ta bản thân tìm hơn nữa nàng nhất luôn luôn đều biết ngươi phía trước gọi điện thoại thời điểm đã sớm đề cập qua. Ân, tắt đèn tường, hắn ôm lấy nàng nằm xuống, đem nàng đặt tại ngực, ba mẹ đều thích gì. Chúc không nhận thấy được sửa miệng xưng hô, nàng tự phát ôm lấy hắn thắt lưng, vô cùng thân thiết cọ cọ. Ba ba thích lá trà, nhất là quân sơn ngân châm, mẹ nói không có gì đặc biệt thích, ngươi hỏi cái này làm cái gì. Không có gì, hắn đáp, đem việc này nhớ trong lòng, nhẹ tay phủ nàng lưng ôm thanh, ngủ đi nàng e hèm nhắm lại hai mắt cả người đều còn trụy ở kỳ quái trong mộng trước mắt thất hoảng bác hoảng cái gì đều thấy không rõ tư dương khó chịu phiên cái thân đột thấy có cái gì ở đụng chạm bản thân nàng mơ hồ trợn mắt tỉnh hắn ngồi ở mép giường cuối người nắm mặt nàng nhéo xoay mau rời giường đợi lát nữa muốn đi đâu quên sáng tinh mơ đầu óc còn không rõ ràng lắm liền như vậy một cái đơn giản vấn đề nàng đều muốn nửa ngày mới hiểu được, hoắc mắt ngồi dậy, nàng vội vội vàng vàng vọt vào phòng tắm, nhanh chóng rửa mặt. Thất chuyển bác chuyển đi lên cao tốc, tốc độ xe vũ phát biến mau, lệ bắt từ chuyên chú gian thoáng nhìn bên cạnh người nhân thân thể thoáng buộc chặt, không cánh tay đi đem nàng thủ nhét vào lòng bàn tay, kề sát dưới mới phát hiện đều là tế hãng, hắn ghé mắt. Như thế nào? Của hắn thanh âm như một cái bàn tay to đem nàng phiêu xa suy nghĩ xã hội nàng ngô thanh liếm liếm miệng lần đầu tiên gặp mặt có chút khẩn trương sao biết vừa dứt lời nghe thấy hắn cười nhẹ thanh nàng không hiểu ngươi cười cái gì hắn lặng im một lát đạm nói không là lần đầu tiên nàng lớn dần mắt minh châu trung tâm thương nghiệp quên hắn vừa nói xong khi trí nhớ liền dời núi lấp biển mà đến cách đường cái nhìn nhau dù chưa gặp mặt nhưng đích xác không là lần đầu tiên. Nàng còn tưởng khởi, khi đó hắn còn làm cho nàng vấn an tới, khi đó không hiểu, hiện đang nhớ tới ý đồ đến vị rõ ràng vạn phần. Ngươi! Phản phất nhìn thấu tâm tư của nàng, hắn tiếp rất nhanh. Ân! Ừ. Cứ việc khi đó chỉ tính vừa nhận thức, khả hắn đã biết đến rồi hai người sẽ có tương lai. Người này, có phải không phải rất tự tin chút? Hắn sẽ không sợ nàng cự tuyệt sao? Ngươi sẽ không? rút tay quải trắng, cho vững vàng chạy khoảng cách sâu sắc nhìn nàng, hắn không nói nữa, tuấn tú gương mặt nhất phái thông dong. Hắn có cũng đủ tin tưởng, làm cho nàng chủ động đi tới bên người hắn. Hai người tới thời điểm đúng lúc là cơm điểm, lễ bắt từ đi vào liền đệ lễ vật, vô cùng tốt quân sơn ngân châm cùng cao cấp hộ phu phẩm, này dụng tâm trình độ làm tư ba ba tư mụ mụ vui vẻ cười toe toé. Tốt lắm, tốt lắm, mau tới ăn cơm, tư mụ mụ tiếp đón, thừa dịp nóng ăn. Lệ bắt từ đáp, nắm tư dương đi qua ngồi xuống. Trên bàn cơm không khí vô cùng tốt, tư ba ba cùng tư mụ mụ đều là đại học giáo sư, ba người liền trò chuyện chút thời sự tin tức, tư dương không cần đề cập, ngay tại giữ cho bọn hắn gấp thức ăn. Một bữa cơm xuống dưới, tư ba ba cùng tư mụ mụ hiển nhiên càng thêm cao hứng, ngay cả bình thường bận tâm thân thể không làm gì chạm vào rượu đều nhiều hơn uống lên hai chén sau khi ăn xong tư mụ mụ đi thiết hoa quả tư dương theo vào đi hỗ trợ đợi lát nữa nghỉ ngơi ngươi mang bắt từ đi ra ngoài đi dạo hắn còn chưa có đã tới nơi này đi tư dương ứng hảo giúp đỡ trang bàn lại nghe tư mụ mụ nói tiểu tử cũng là có tâm biết ba ngươi thích lá trà riêng tặng nhiều như vậy ngươi xem hắn vừa mới vui vẻ tư mụ mụ bất đắc dĩ ta đều như vậy một bó tuổi còn đưa ta tốt như vậy hộ phu phẩm làm cái gì ta lại không làm gì dùng mẹ ngươi còn rất trẻ a à, chúng ta đi trên đường nhân gia không đều đã cho ta nhóm là tỉ muội tư mụ mụ cười khai lâu như vậy không thấy miệng ngọt không ít được rồi đem hoa quả mang sang đi cẩn thận một chút a à. đã biết tư dương đi ra ngoài khi lệ bắt từ chính cùng tư ba ba đang nhìn pháp chế kênh hai người bất chợt thấp giọng thảo luận không khí hài hòa nàng bưng mâm đựng trái cây đi qua xuất ra cây tâm sát thượng mấy căn. Vừa vặn TV vào quảng cáo, Tư Ba Ba cũng có chút mệt mỏi muốn đi ngủ trưa, tùy tay ăn mấy khối quả táo đứng dậy, ta đi trước nghỉ ngơi, dương dương ngươi mang bắt từ đi ra ngoài đi dạo, này phụ cận có cái cổ trấn, phong cảnh cũng không tệ. Hảo! Tư Dương lên tiếng trả lời, nhìn theo Tư Ba Ba vào nhà, cùng Tư Mụ Mụ nói một tiếng, dẫn hắn đi ra ngoài. Cổ trấn cách nơi này rất gần, đi cũng liền 20 phút, Hai người nắm tay chậm rì rì đãn đi qua, thời tiết vô cùng tốt, nắng ấm khắp cả, thích ý vạn phần. Vừa vào cửa liền xem thấy phía trước có người ở chụp ảnh cưới, nàng nhịn không được nhìn nhiều hai mắt, đang muốn đi về phía trước, lại bị hắn lôi kéo đi đến một cái trên thuyền. "Ngươi chừng nào thì bao?" Bị ấn ngồi ở đuôi thuyền, Tư Dương nhìn quanh chung quanh trong suốt dòng chảy, hỏi. "Vừa mới," hắn lời ít mà ý nhiều nắm giữ nàng thủ làm cho nàng càng dựa vào bản thân ngồi ổn tư dương từ nhỏ ở bên cạnh lớn lên tuy rằng cổ trấn đã tới rất nhiều lần thuyền đổ thật sự là không tỏa quá tức thời cũng có chút hưng phấn xoay đến xoay nhìn chung quanh bị hắn nắm ở thắt lưng cố định hảo dọc theo hà đạo đi phía trước lệ bắt từ bao là nhân công thuyền thuyền công một bên diêu mái chèo vừa nói chút toái nói phần lớn là đối cổ trấn giới thiệu hai người nghe xong một lát hãy còn nói lên lặng lẽ nói đến. Ngươi chừng nào thì chuẩn bị lễ vật, ta thế nào không biết. Lệ bắt từ tỉnh nghệ nàng liếc mắt một cái, mặt vài dây đáp phi sở vấn. Thời gian quá ít, chưa kịp chuẩn bị rất tốt. Tư Dương vội vàng xua tay. Ta không là ý tứ này. Nắm giữ nàng thủ đặt ở bản thân trên gối, hắn e hèm. Ta biết. Ba mẹ thật thích, cảm ơn ngươi. Người một nhà còn phân cảm tạ hắn bất mãn thừa dịp chung quanh không người cúi đầu cắn môi nàng giác một chút thường đến ôn hương mềm mại hắn ý còn chưa hết phục lại liếm vài cái rốt cục vừa lòng xem bên trên tràn ra thủy quang, nhẹ giọng mềm giọng tìm cái thời gian theo ta về nhà một chuyến được không được nàng ngớ ra tác giả có chuyện muốn nói nguyên đáng vui vẻ nga bảo bối nhóm mặc kệ là xuất hiện quá vẫn là cho tới bây giờ không xuất hiện quá tân một năm tiếp tục ngọt ngào ngọt Ha ha ha, sao sao đát, o. Oh. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 65. 65, bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Chương 65. Đỉnh đầu có chim nhỏ bay qua, liếu triếu thanh âm thập phần khoan khoái, ấm hòa hợp ánh mặt trời bao phủ cả tòa thành thị, liên quan hai bên dòng chảy đều bị độ thượng một tầng màu vàng, đẹp mắt đến cực điểm liền này hai ngày chúng ta cùng nhau về nhà một chuyến ân không thấy hồi phục hắn cúi đầu hỏi lại lần nữa ngữ điệu ôn hòa nàng hoàng hồn khuynh thân tựa vào hắn kiên khẩu bộ dạng phục tùng cuối một gian bắt đầu loạn tưởng lần trước lần trước ở nhà hắn bị mẹ hắn nắm lấy vừa vặn tuy rằng đương trường nhìn không ra mẹ hắn có gì không đúng nhưng nghĩ đến cũng là hội có không tốt ấn tượng đi lần trước hắn hỏi lại bái tốt trí nhớ ban tặng, cực nhanh nhớ tới lần trước phát sinh cho trong nhà ngoài ý muốn, sắc mặt giãn ra, không là từng nói với ngươi, không cần lo lắng, mẹ sẽ thích ngươi. Nàng nghẹn nghẹn, ngươi lại đã biết. Mới bằng một lần gặp mặt liền hồ đoán lung tung đối phương hay không thích ngươi, có phải không phải rất qua loa chút. Nhưng là không đều nói ấn tượng đầu tiên rất trọng yếu sao. Đại bộ phận nhân có thích hay không một người, xem đều là ấn tượng đầu tiên, nàng không có cấp mẹ hắn lưu lại tốt ấn tượng đầu tiên, sao cứu lại còn kịp sao? Nghe vậy hắn nhẹ nhàng chật một tiếng, bãi chính nàng đầu, nghiêm túc ánh mắt bình tĩnh. Trước kia thế nào không có phát hiện, ngươi như vậy hội loạn tưởng, ân. Nàng mặt thanh. Không cần chỉ dựa vào đoán rằng làm việc, lần đó mẹ còn nói với ta làm cho ta hảo hảo đối với ngươi, này như là không thích người của ngươi hội nói. Không đợi nàng nói chuyện, hắn lại tiếp tục. Minh Bạch. Thuyền Quá bán nói, "Tiền Phương có mấy cái thuyền nên diện mà đến?" Là hồi trình, nàng chớp mắt, thoải mái. "Ân, Minh Bạch." Bởi vì có tiền khoa chi dám, tư dương hỏi đến cũng là vô cùng thuần thục, kia thúc thúc a di thích gì? "Ta cũng muốn chuẩn bị lễ vật." "Ngươi nhân cùng ta đi là tốt rồi." Hắn đáp. Nghe ngôn nàng lắc đầu, như vậy sao được? Nào có tay không đi bái phỏng đạo lý, nàng nghĩ nghĩ dựa theo trung niên nam nữ đại khái sẽ thích liệt kê một đống lớn, nói đến thật sự không thể tưởng được, mới đẩy đẩy hắn, ngươi mau giúp ta tham khảo một chút, mua cái nào hảo. Hắn bị nàng biến thành bất đắc dĩ, đơn giản nói hạ cha mẹ ham thích. Tư dương mắt sáng lại sáng, trong lòng hiểu rõ. Đã đến hà đạo điểm cuối, thuyền công thuần thục rất cái đầu, chính muốn tiếp tục đi phía trước, đi gặp tà sườn mới có chạy bằng điện thuyền hướng tới bản thân vọt tới, thuyền công theo bản năng làm ra tránh né phản ứng vẫn là bị sái một thân thủy ngồi ở đuôi thuyền hai người tự nhiên cũng không có thể may mắn thoát nạn bởi vì quay đầu tư dương vừa lúc ở ngoại sườn kia một đám lớn bọc nước phần lớn đều dừng ở trên người nàng tuy có lệ bắt từ tay mắt lanh lẹ thoát áo khoác che như trước ẩm nửa người đối phương cũng là đối tuổi trẻ tiểu tình nữ, hai người ở trên thuyền chơi đùa đùa giỡn một chút không chú ý liền xông ra như vậy họa vội vàng liên thanh xin lỗi thực xin lỗi a à, tiểu thư chúng ta không phải cố ý không có việc gì tư dương mỉm cười mi tâm lại tại hạ một giây nhíu lại hôm nay khí nước sông nhưng là thực mát cùng khối băng giống nhau dính ở trên người giống như kim đâm thông thường nàng kéo kéo tay áo của hắn nhỏ giọng chúng ta trở về đi Khi tiểu tình lữ thấy thế vội hỏi cái kia các ngươi thượng của chúng ta thuyền đi trở về có thể nhanh chút. Tư Dương cũng không từ chối, mang theo hắn lên thuyền. Tự động đích xác so thủ động nhanh không ít, Tư Dương bọc của hắn áo khoác ngồi ở xếp sau, bị hắn ôm giống như cũng không lạnh như vậy. Vừa đến nhà hắn liền cho nàng vào đi thay quần áo, mà hắn phải dựa vào ở khung cửa thượng, tiếp khởi trong túi chấn động hồi lâu điện thoại. Mẹ, chuyện gì? Trình Thanh Chính ở nhà nghỉ ngơi, chậm thanh lão gia tử gần đây thân thể không sai hắn biết ngươi có bạn gái phi nói muốn trông thấy ngươi xem này hai ngày có thể hay không mang nàng cùng nhau trở về hảo ta sẽ an bài thời gian đối con trai làm việc nhất định yên tâm trình thanh cười cười hỏi ngươi hiện tại ở công ty thế nào nghe yên tĩnh như vậy không ở nhà nàng đơn giản hai chữ lại nhường trình thanh nghe ra không bình thường ý tứ hàm xúc nàng nhẹ giọng cùng nàng về nhà. Ân. Lễ vật mang theo đi. Cấp bậc lễ nghĩa phải làm chừng. Ân. Vậy đi, đã ở nữ hài tử trong nhà, nên làm cái gì không nên làm cái gì, chính ngươi trong lòng đều rõ ràng, Trình Thanh nói, biết không? Hắn đạm đáp, truyền vào tai nghe thấy bên trong giống như có nàng muốn xuất ra tiếng bước chân, thấp giọng. Mẹ, ta còn có việc, trước treo. Hảo. Trò chuyện vừa kết thúc, Phòng ngủ môn liền mở khởi, hắn ánh mắt ở trên người nàng băng khoan xuống, hơi hơi thò người ra đi sờ tay nàng, có chút mát, hắn buộc chặt chút, cực khẽ vuốt xa. Ngươi không đổi sao? Tư Dương huýt chạm vào hắn ẩm một đám lớn áo khoác, nội bộ màu trắng áo sơ mi cũng có một phần còn ẩm đác đác dáng. Nàng vừa mới ẩm quá quần áo, biết đây là cảm giác gì? Không có việc gì. Hắn không lắm để ý, khả Tư Dương cũng không nghĩ như vậy lôi kéo hắn vào nhà, lục ra máy sấy đối với lắc lư, biên nói lảm nhảm. Hiện tại đã không là mùa hè a, à, đừng nhìn thời tiết hảo, vạn nhất cảm lạnh đâu. Hắn không lại hé răng, tiếp nhận máy sấy bản thân thổi hảo, mâu quan đánh giá của nàng phòng. Trắng ngoãn thiển lục làm chủ, hơi có chút tươi mát phong cách, phòng ở lâu lắm không có trụ nhân, mặc dù trống rỗng nhưng phi thường sạch sẽ. Hắn vừa định nói chuyện, liền nghe cửa có tiếng đập cửa lập tức tư mụ mụ đi vào đến. Trong nhà không có gì ăn, nhà này đó cầm ăn đi, tư mụ mụ mỉm cười, ráp giường túi chữ nhật đều ở trong tủ quần áo, dương dương chính người làm một chút, bắt từ buổi tối cũng lưu lại trụ đi, trở về cũng phải hơn 2 giờ, mệt mỏi một ngày liền ở trong này nghỉ đi, trong nhà còn có một khách phòng, đợi lát nữa ta đi thu thập hạ. Lệ bắt từ hơi giật mình, phản ứng cực nhanh. Cám ơn bá mẫu, một lát ta bản thân đi thu thập đi. Tư mụ mụ nở nụ cười hạ, cũng không kiên trì, ta đây hiện tại đi đem rạp thu thập xuất ra, một lát phô một chút là tốt rồi. Hảo, cảm ơn bá mẫu. Cửa phòng bị nhân tiện thường, lệ bắt từ gặp lại sau tư dương còn tại thất thần, vài bước tiến lên thay nàng xuất ra rạp giường túi chữ nhật, nghẽ nàng liếc mắt một cái, không đến hỗ trợ. Nàng lung lay hạ thần, đi tới tiếp được hắn đưa tới góc chăn, muốn nói đợi lát nữa ta giúp ngươi quét dọn, lại ở giờ này khắc này nghe thấy hắn lơ đãng một câu đêm nay muốn ngủ khách phòng không biết có phải hay không mất ngủ bật cười uy ngươi trước kia không đều bản thân ngủ sao lớn như vậy cái phòng ở không là luôn luôn chỉ có hắn một người ân ừ, hiện tại không giống với hắn không hề chớp mắt nhìn chằm chằm nàng ký đã thực tủy biết vị há có thể trở lại qua lại hai người hiệp lực vài cái liền làm hảo sau đó một đạo đi khách phòng trong nhà hiếm khi có người lưu lại qua đêm, khách phòng luôn luôn đều không, khó được rộng mở sáng người lại sạch sẽ, trước sau như một bộ hảo, tư dương thở vào nhẹ nhõm. Tư dương phòng ngủ trên ban công có cái bàn đu dây y, vị trí đủ đại, cũng đủ hai người ngồi. Hướng nam phòng còn có ánh mặt trời, này điểm phơi phơi nắng cũng là không sai. Buổi chiều mẹ cho ta gọi điện thoại. Đem Trình Thanh lời nói còn nguyên nói lần, hắn ghé mắt, nhiều đóa cũng ở nhà, thuận đường hồi đi xem, nghe mẹ nói vừa đưa nàng lúc trở về, nó mỗi ngày đều sẽ tìm ngươi. Thật không? Tư Dương cũng thật thích nhiều đóa này đại gia hỏa, nó cùng thông thường đức mục không giống với, thân thiết ôn hòa vừa đáng yêu, đã định rồi thời gian sau. Còn không có, không bằng ngày sau. Dứt khoát hắn này hai ngày ở nghỉ ngơi, liền tính buổi tối vẫn cần khai cái video clip hội nghị, cũng không ảnh hưởng gì. Tư Dương gật đầu, đột nhiên nhớ tới. Ai kia gia gia thích gì? Lão nhân gia thông thường đều thích kêu hoa làm thảo, chẳng lẽ ta đưa hoa? Ngẫm lại đều rất kỳ quái. Lão gia tử còn thích câu cá. Tư dương minh bạch, so cái ok thủ thế. Rất nhanh liền đến buổi tối, người một nhà ăn cơm xong, nhân trường học lâm thời có việc, tư ba ba tư mụ mụ rời đi. Tư dương chủ động tẩy hoàng bát liền trở về phòng, trên giường làm ra vẽ hai bộ áo ngủ, nàng cầm của hắn, tưởng đưa đi qua, lại nghĩ tới hắn lúc này hẳn là đang học, tạm thời từ bỏ, cầm bản thân tiên tiến phòng tắm tắm rửa. Chậm chậm rì rì cỏ sát mau một giờ, tư dương sấy khô tóc, đánh giá thời gian không sai biệt lắm, mới lê dép lê đi qua, sao biết vừa mới tiến đi, liền nghe thấy hắn trầm thấp e hèm, nàng sửng sốt hạ cương ở tại chỗ. Xem ra đến còn không phải lúc. Hiển nhiên hắn cũng thấy của nàng tồn tại, hơi kinh ngạc chợt lóe lên, hắn còn tại nghe, lại ở phía dưới sờ qua di động, bay nhanh đánh vài, màn hình hướng nàng. Tư Dương lại gần. Trở về phòng chờ ta. Tư Dương cũng đang có đi ý tứ, lúc này gật gật đầu, thả áo ngủ nhanh như chớp chạy, trở lại phòng, nàng đem bản thân xuất thượng, giường, xả quá gối ôm cái trụ ánh mắt. Trong đầu không chịu khống chế nhớ tới hắn câu nói kia ký đã thực tủy biết vị, há có thể trở lại qua lại, nàng kéo kéo khóe môi, giống như đột nhiên có chút lý giải hắn buồn bực tâm tình. Từ từ đêm dài đâu. Loạn thất bác tao suy nghĩ một đống lớn, tư dương nhàm chán ôm lấy chăn mở ra tivi, sau một lúc lâu lại xem không tiếng, rõ ràng sờ điện thoại di động soát phần mềm. Lệ thường lật qua lật lại phát cùng bình luận, cuối cùng điểm tiếng tư tính, tư dương liếc mắt một cái ngắm gặp bị đụng đến phía dưới một cái quen thuộc ID, điểm nhập. Hồ lô hồ lô miên. Dương dương có hay không không, có việc cấp. Gửi đi thời gian là hơn 2 giờ tiền, cũng không biết bây giờ còn có hay không, tư dương đánh chữ. Ân đến đây. Phát hoàng cũng không lâu lắm liền thấy tin tức sau có cái nhật nhạt câu tỏ vẻ đã đọc, nàng xem, quả nhiên vài giây sau thu được hồi phục. Hồ lô hồ lô miên. Hắc hắc lần trước trao đổi hội, chúng ta đem chỉnh tràng giọng nói đều sửa sang lại tốt lắm, dương dương ngươi đem hộp thư cho ta, ta phát ngươi. Tư dương ứng tốt tự, phía sau đi theo một chuỗi hộp thư địa chỉ, người nọ động tác rất nhanh, ngay sau đó trên di động đầu liền biểu hiện thu được tân bưu kiện. Tư nhân có ánh mặt trời. Thu được, cảm ơn. Hồ lô hồ lô miên. Dương dương ngươi quá khách khí, thu được là tốt rồi, bên trong có kinh hỷ Nga, ha ha ha, ta hạ, sao sao đát. Kinh hỷ. Tư dương nghĩ nghĩ dám không biết có thể có cái gì kinh hỷ, rõ ràng rời khỏi phần mềm, đăng nhập hộp thư trực tiếp chỉ điểm phóng, trao đổi sẽ theo mở màn bắt đầu truyền phát, nàng nghe nghe còn rất mê mẩn, chẳng qua càng đến phía sau, sẽ không quá đúng. Giúp ta lau. Ân, ừ, ngươi vừa mới nói cái gì? Ta không nghe rõ. T, dám cắn ta, Ân. Ừ. Môi, lưỡi dao truyền trơn bóng thanh âm ở đối thoại sau vang lên, tư dương bá nóng bên tai, nàng còn tự cho là microphone cách khá xa hẳn là nghe không thấy. Ai biết lời này đồng thu âm hiệu quả tốt như vậy, nghe được thật đúng là nhất thanh nhị sở A. Mặt đỏ dục nhiên, tư dương luống cuốn tay chân muốn đi đóng cửa, khả càng là sốt ruột càng là hoảng loạn, chờ nàng cởi bỏ khóa, đang chuẩn bị điểm hạ đình chỉ, môn cùng cục nhất vang, hắn xuất hiện tại cửa. Kinh ngạc hiện ra, nàng nhất mộng, di động lạch cạch rơi xuống. Tác giả có chuyện muốn nói. Lệ tiên sinh, che trái tim. Phân phòng ngủ ngon tâm mệt. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 66 66, bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Chương 66, di động điệu ở Nguyễn Bị Thượng, phát ra một tiếng trầm đục, tư dương sợ rung một cái chớp mắt, bổ nhào qua liền muốn tắt đi này thượng chưa kết thúc, còn vũ phát lâu dài thanh âm, khả ở nàng đầu ngón tay đụng tới sát ngoài trong nháy mắt kia, di động bị người trừ đi, nàng bá vọng đi qua, hai mắt trừng cực viên. Thân mật giao hôn thanh còn tại vang, nàng không nghĩ tới nguyên lai lần đó. Nhưng lại dằn co lâu như vậy, may mắn ở nàng mau tự cháy phía trước, trao đổi hội bình thường tiếp tục, nàng nắm tay thanh khụ cúi đầu, nếu chặt gốc chăn cố bình tĩnh. Hội nghị đã xong. Hắn e hèm, ở nàng bên cạnh người ngồi xuống, mỉm cười quơ quơ di động, thế nào đang nghe này không không có a à, nàng chính sách nhất phái đứng đắn phía trước mời của ta phan phát ta chỉnh trang trao đổi hội giọng nói ta liền vừa khéo điểm mở ra nghe ai biết vừa nghe thế địa phương tưởng đóng cửa hắn liền như vậy đúng dịp vào được tầm mắt ở đại khai trên TV dạo qua một vòng hắn mím môi không tiếp lời tư dương lấy vì việc này liền tính như vậy trôi qua đều còn chưa kịp nhẹ một hơi chợt nghe hắn không chút để ý nói đã nghe được như vậy mê mẩn, không bằng hiện tại thực tiễn một chút. A. À, nàng kinh ngạc biểu cảm thật sự quá mức thú vị, làm hắn cúi đầu bật cười, ném khai di động, hắn khuynh thân nắm nàng cầm, một chút một chút hôn lên đi. Không nghe rõ. Ngô, ta không để ý lặp lại một lần nữa, đã. Hắn thật đúng hơn nửa một lần, chẳng qua cuối cùng câu hỏi biến thành câu trần thuật. Nàng nhỏ bé yếu ớt dãy dụ bị trừ khử cho môi gian hắn dùng lực tràn trọc xâm nhập, sát súng hỏa tiền, khắc chế lui cách, ôm bình phục hô hấp. Nơi này chẳng phải thích hợp trường hợp. Ngực còn tại đại lực phập phòng, dưỡng khí kịch liệt giảm bớt làm cho nàng rất buồn đến lòng ngực phát đau, hai người lặng lặng ỉ một lát, đang muốn nói chuyện, bên tai liền truyền đến chìa khóa sáp, nhập khổng bên trong thanh âm, theo cửa vào cửa mở ra, nàng cứng đờ. Ba mẹ đã trở lại, nàng phản ứng cực nhanh đẩy ra hắn, chạy chậm tới trên ban công nhìn nhìn, trở về xả quá hắn tay áo, ngươi chạy nhanh theo ban công trở về đi. Của nàng phòng ngủ cùng khách phòng liền nhất tường chi cách, ban công cách rất gần, đối với hắn loại này cao vóc người chân dài mà nói, nhảy qua đi không thành vấn đề. Sao biết nàng bên này dùng sức ở kéo, hắn nhàn nhã nằm ở trên giường căn bản không chút sức mẻ, nàng gấp giọng. Nhanh chút nha, vạn nhất để sau mẹ ta tiến vào. Tiếp tục giật nhẹ xả, trọng rãi áo ngủ nút thắt bị nàng kéo mở mấy khỏa, Khả nàng sốt ruột không chú ý tới, cố tình lúc này ngoài cửa còn truyền đến tư mụ mụ thanh âm, nàng sững sốt, liền này khoảng cách, bị hắn phản thủ lôi kéo, mạnh nhào vào hắn ngực. Vừa mới vào cửa thời điểm, ta khóa trái, trầm thấp trong tiếng nói có chưa rút đi ý cười, hắn ôm nàng phiên cái thân, mặt đối mặt nằm, sợ cái gì? Tư Dương. Bên ngoài phòng khách có nấu nước, còn có đi tới đi lui thanh âm, tuy rằng khóa cửa thượng, khả cứ như vậy nghe cũng phản phất dày vò, mỗi một phân mỗi một giây đều trải qua thật chậm. Thật vất vả ngoại hạng đầu yên tĩnh, tư dương lén lúc chạy tới cửa, mở điều khe hở nhìn lén, bảo đảm không ai, mới hướng hắn vẫy vẫy tay. Mau trở về ngủ đi, ngủ ngon. Hắn chạy tới nàng bên cạnh người, màu sắc ám thâm, mặc một lát tỉnh nói. Ngủ ngon. Quan hảo môn, tắt đăng, nhắm mắt lại yên tĩnh trong phòng chỉ có đồng hồ báo thức tí tách đi lại, cùng tiếng tim đập hòa lẫn, rõ ràng đã có vây ý, nhưng chỉ có lăn qua lộn lại ngủ không được. Thường xuyên qua lại nàng hoắt mắt ngồi dậy, từ trong tủ quần áo lục ra một cái oa nhi, thỏa mãn ôm lấy. Có một ít còn hơn không? Vũ trụ một lần nữa đánh úp lại, nàng cọ cọ đồ chơi hùng lông xù đầu, đầu nhấc quay, mất đi rồi ý thức. Hôm sau hai người ở nhà ăn qua cơm trưa mới đi, buổi sáng thức dậy sớm nhất kề bên ghế ngồi tư dương liền nghiêng đầu đã ngủ lệ bắt từ lo lắng nàng cảm lạnh cho nàng cái thảm nghĩ nghĩ lại mở ra điều hòa bên trong xe ấm áp nhiệt khí chân nàng trong lúc ngủ mơ sắc mặt đỏ ửng chú ý tới này chi tiết hắn lập tức mở bản thân kia sườn cửa sổ xe một cái khe hở rồi sau đó chuyên chú lái xe hắn lâm thời muốn đi công ty một chuyến liền đem nàng đặt ở tiểu khu cửa thừa dịp nàng cởi dây an toàn khi nắm giữ nàng thủ ôn thanh vây lời nói trở về ngủ tiếp một lát cửa sổ giảm nhỏ chút này hai ngày phong đại hảo xuống xe trên đường cẩn thận ta đi trước nàng bước chân rất nhanh vài cái sẽ không có bóng dáng lệ bắt từ tỉnh chờ nàng biến mất chuyển hướng hướng công ty mà đi về nhà tắm rửa một cái thuận tiện đem bị thay thế quần áo thủ tẩy sạch lần toàn phơi đi ra ngoài tư dương phát hiện trong nhà dầu gội cùng sữa tắm mau không có dù sao cũng không muốn ngủ thấy dứt khoát đi siêu thị một chuyến này hai ngày là tiết trời ấm lại thiên đi ở trên đường phong rất lớn nhưng độ ấm cũng vẫn rất thoải mái trong siêu thị nhân không nhiều lắm tư dương cầm cái mua sắm cái giỏ thẳng đến tẩy hộ đồ dùng khu tư dương dùng dầu gội luôn luôn không thích lặp lại liền chọn một khát khoản danh tiếng cũng không tệ bài tử bỏ vào trong rổ lại cho hắn mua bình nam sĩ chuyên dụng mới vòng đi bày biện sữa tắm chỗ nguyên khuôn nguyên dạng cầm một lọ. Khác cũng không có gì muốn mua gì đó, tư dương thẳng đến quầy thu ngân, xếp hàng khi ánh mắt lơ đảng đảo qua quầy, kia thành xếp. Màu sắc rực rỡ hòm khác thường chói mắt, nàng mặt đỏ lên, tưởng chuyển khai tầm mắt, cố tình một tất đều động không được. Đến cùng là thế nào thản nhiên mua nhiều như vậy, còn cố ý nhét vào trong tay nàng làm cho nàng sắc. Có lẽ là nàng xem rất nhìn không chuyển mắt, ngay cả phía trước nhân đi về phía trước, không ra một đoạn lớn khoảng cách cũng không có chú ý đến, vẫn là phía sau đi theo nhân nhẹ giọng nhắc nhở, nàng mới hoàng hồn, cương bước chân đi phía trước kết hoàng trướng, Tư Dương liền tính toán đi xem đi quán cà phê, đi tới ven đường tính toán đón xe, dư quan thoáng nhìn giữ sườn có ba cái sinh viên giống nhau nam sinh ở đẩy 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 đẩy, nàng cũng không để ý Nếu không là nghe được bản thân tên lời nói Xin hỏi ngươi là tư nhân có ánh mặt trời sao, chính là ép thượng sủng vật bác chủ, bản thân khai quán cà phê cái kia. Tư dương sợ rung dây, mỉm cười cam chịu. Các ngươi hảo. Nguyên bản thần sắc khẩn trương vài cái nam sinh lập tức như trút được gánh nặng, xuất ra công tác chứng minh, nhĩ hảo, chúng ta là lưu lạc động vật cứu trợ nghĩa công, phi thường thích nhà các ngươi miêu mễ. Như vậy a, à, cảm ơn thích. Trong đó một cái nam sinh có chút ngại ngùng, nhưng cái khó giấu hưng phấn, là như vậy, Chúng ta đặc biệt tưởng nhớ nhìn xem sữa chua chúng nó, nhưng là luôn luôn không biết quán cà phê địa chỉ ở nơi nào, không biết có thể hay không. Đương nhiên có thể, Tư Dương gật đầu, vừa vặn có rảnh xe đến đây, nàng ngăn lại, mở sau tòa, ta hiện tại liền muốn đi qua, cùng đi chứ. Ba cái nam sinh liên tục gật đầu. Siêu thị cách quán cà phê còn rất gần, vài phút liền đến đạt, Tư Dương mang theo bọn họ đi lên, tìm vị trí ngồi đi, tưởng uống cái gì? ta mời khách. Nam sinh khoát tay, nói câu đều có thể liền đi vào, tò mò hết nhìn đông tới nhìn tây. Tư dương trá tam chén nước trái cây, phương đuổi về đến liền bị Lý Nguyệt Lăng ôm lấy cánh tay. Làm chi? Tưởng ta. Lý Nguyệt Lăng cắt một tiếng, hướng tới bên trong biểu biểu môi, tề mi lộng nhãn. Ngươi cư nhiên còn có loại này tiểu thịt tươi bằng hữu, ta thế nào không biết. Không là, chính là ở siêu thị cửa gặp gỡ, nói là tưởng đến xem miêu mễ, ta vừa vặn muốn tới, liền đem bọn họ mang đi lại. Được rồi. Mệt nàng còn tưởng rằng là bằng hữu đâu, nguyên lai like là phan. Lý Nguyệt Lăng biểu môi, thật lâu sau nghĩ đến sự kiện lại cười tủm tỉm, ngày hôm qua mang lệ tiên sinh về nhà, thế nào? Cứ như vậy. Cứ như vậy. Trừng mắt to, thấy mặt nàng sắc tự nhiên sung sướng, phỏng chừng phía này gặp không sai, tư điểm lý nguyệt lăng tặc cười bất quá các ngươi hiện tại chỉ thấy tộc trưởng có phải không phải ly hôn kỳ không xa tư dương lắc đầu kết hôn loại sự tình này nàng còn chưa có tưởng xa như vậy thuận theo tự nhiên tốt nhất khi hắn gặp qua ngươi gia trưởng ngươi chừng nào thì cùng hắn về nhà ngày mai dứt lời liền gặp lý nguyệt lăng so với ngón tay cái sau đó kiên khẩu bị trịnh trọng vỗ vỗ hảo hảo gặp a kết hôn thời điểm làm cho ta làm phù dâu đi, hoa cô dâu cũng ném cho ta đi, tốt xấu so ngươi đại mấy tháng, ta bây giờ còn là độc thân cẩu đâu. Nhân ba cái nam sinh buổi chiều còn có khóa, chỉ chơi một lát liền không thể không rời đi, trước khi đi nam sinh lôi kéo tư dương hợp trương ảnh, mới vui vẻ rời đi. Ở quán cà phê ngốc đến tan tầm, tư dương trực tiếp đi công ty chờ hắn, trên đường không khéo gặp phải đại kẹt xe, nhưng lại chậm nửa nhiều giờ mới đến, bất quá vừa vặn hắn hội nghị kết thúc hôm nay hai người đều lười nấu cơm liền ở bên ngoài giải quyết lệ bắt từ chọn cái đồ ăn cùng phong cảnh đều thật tốt món tủ quán hai người ăn cơm xong hồi tiểu khu ngừng xe lại chậm rì rì đi tản bộ đèn hoa vừa lên vạn da đèn đuốc từ từ sáng lên đèn nê ông hà liên miên một mảnh sáng ngời hai người dọc theo bên đường chậm rãi đi câu được câu không trò chuyện thiên tha quanh thân một vòng lớn tùy ý tìm điều ghế băng ngồi xuống nghỉ ngơi, trên vai vi trọng, là nàng dựa vào nhắm mắt, lệ bắt từ nhìn một lát, nghe được nàng di động phần mềm thanh âm luôn luôn tại vang, thấp giọng kêu nàng. Nhưng nàng đi mệt lười động, rõ ràng làm cho hắn hỗ trợ xem, cứ như vậy đợi sau một lúc lâu cũng không thấy hắn ra tiếng, nàng kỳ quái trợn mắt, trông thấy màn hình. Là ba ngày lý cùng ba cái nam sinh chụp chụp ảnh chung, mặt nàng bị đáng yêu thiếp giấy ngăn trở, quán cà phê bối cảnh cũng bị làm mơ hồ, nàng Nga Thanh không có làm dấu giếm, đem sự tình từ đầu chí cuối nói cho hắn biết. Hắn nghe xong, không giữ quy tắc một trương ảnh. Tư Dương e hèm, không hiểu lắm hắn vì sao hỏi cái này, hoang mang nói. Như thế nào? Không có gì. Nga. Bất quá lại nhắc đến này ba cái nam sinh còn rất tôn trọng nàng, tuy rằng phát ra ảnh chụp nhưng ký trắng mặt lại làm mơ hồ, cẩn thận mười phần nàng phát này tin tức phụ tặng hai cái cười tủm tỉm biểu cảm rời khỏi phần mềm tiếp tục tản bộ hai người đi được chậm một đường tán trở về trên người cũng không ra cái gì hãng nhưng tư dương vẫn là chờ hắn tẩy hoàng đi tắm rửa vừa mở cửa đã bị hắn một phen chặn ngang ôm lấy phóng tới trên giường nàng kinh hô tứ chi đều bị hắn trầm trọng ngăn chận theo chặt chẽ mà đến hôn môi cùng vuốt ve thân thể dần dần nhuyễn hạ nàng dồn dập khinh xuyển phối hợp tùy ý hắn muốn làm gì thì làm. Hắn muốn so dĩ vãng muốn ngoan, một vòng xuống dưới nàng liền mệt đến không được, cắt gao chế trụ tay hắn không chịu lại đến, hắn bế nàng đi tẩy trừ, phục lại trở về lúc trên môi bị nàng chủ động hôn một chút, lập tức nghe thấy nguyễn âm, ngươi làm sao vậy? Tổng thấy có chút khác thường, khả lại nghĩ không ra có thể nhường hắn như vậy khác thường lý do. Không có gì. Lại là những lời này, tư dương biểu môi, tưởng hỏi lại đi xuống, nhưng thật sự rất vây quá mệt, ở hắn ngược qua cái thoải mái tư thế liền ngủ. Bóng đêm tràn ngập, thời gian trôi qua làm hắn đáy mắt phát họa thâm sắc dần dần bị trạm lượng thay thế, kéo cao chăn chút, cho u ám trung nhìn chầm chầm xem, hắn để ở nàng cái trán một lần một lần, không nề này phiền thân khóe miệng nàng, ngực tràn đầy mềm mại. Bọn họ chỉ có thể có được của nàng ảnh chụp, mà hắn có được nàng cả người. Bóng đêm tràn ngập, thời gian trôi qua làm hắn đáy mắt phát họa thâm sắc dần dần bị trạm lượng thay thế, kéo cao chăng chút, cho u ám trung nhìn chầm chầm xem, hắn để ở nàng cái tráng, một lần một lần, không nề này phiền thân khóe miệng nàng, ngực tràn đầy mềm mại. Tác giả có chuyện muốn nói. Lệ tiên sinh, xâm khí, ghen. Tốt nhất ảnh chụp cũng không có. Ngày hôm qua tấn gian giống như rút, sở hữu chương. Và tiết đều trừ không có ta tối hôm qua tiếng đều vào không được, to bạn thích bộ truyện này. Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 67 67, bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Chương 67, dậy thật sớm, Tư Dương ăn qua điểm tâm, liền cùng hắn một đạo xuống lầu. Hai người ước hảo trước cùng nhau hồi cha mẹ gia, lại một đạo đi lão gia tử chỗ kia. Trên xe làm ra vẻ thư hoãn đàn dương cầm khúc, ở nhỏ hẹp trong không gian lặng lặng chảy xuôi, tư dương hơi liêm diêm mắt, theo mục đích tiếp cận, tim đập dây tốc nhanh hơn. Quẹo trái chậm rãi tiến vào tiểu khu đại môn, ở mổ tràng cao lầu tiền dừng lại, tư dương cởi bỏ dây an toàn, khuynh thân từ ghế sau lấy quá trang tốt lễ hộp, xuống xe. Tuy là tìm chút tâm tư xin nhờ bằng hữu mua được, nhưng trong lòng vẫn là trống rỗng không có gì để, cũng không biết có phải hay không bị thích. Đang nghĩ cái gì? cuối tại bên người thủ bị nắm giữ, tư dương theo vọng đi qua, lắc đầu không trả lời. Khả hai người ở cùng nhau lâu như vậy, của nàng điểm ấy dễ hiểu tâm tư hắn chỗ nào có thể không rõ, khóe miệng thấm khai linh tinh ý cười, hắn phai nhạt tiếng nói. Bọn họ sẽ thích, dừng một chút, ba mẹ không soi mói. Tư dương nghẹn nghẹn, ta không là ý tứ này. Xoa xoa nàng phát đỉnh, lệ bắt từ liếc mắt giờ phút này trên thang máy thăng tầng lầu, dạ sau ngữ phong vừa chuyển bọn họ không chọn, ta chọn. Không chú ý tới hắn trong lời nói thâm ý, nàng không rõ chân tướng. Ta thật soi mói, thang máy đinh một chút mở ra, hắn thật sâu liếc nhìn nàng một cái, nâng chạy bộ đi, minh bạch sao. Trố mắt kia một cái chớp mắt đầu óc tự động tầng tầng phân tích, bản còn mê mang ngay sau đó giật mình phản ứng đi lại, khóe môi nhếch lên áp đều áp không được, nàng đi theo đi ra ngoài. Ta thật soi mói, cho nên chọn ngươi, cũng chỉ sẽ có ngươi. Ở lễ bắt từ lấy chìa khóa phía trước, môn liền theo lý mở khải, tư dương bị hắn nắm đi vào trong, thò người ra ngoan ngoãn gọi người. Thúc thúc hảo, a à di hảo. Bị kêu hai người cùng kêu lên đáp, tư dương trong lòng khẩn trương tiêu trừ chút, thấu tiếng lên đem lễ vật đưa lên. Phía trước nghe lễ bắt từ nói nhị lão đại khái yêu thích, tư dương liền có sổ, cố ý chọn bạch từ trà cụ cùng khăn lụa kim cài áo làm lễ vật, xem nhị lão thật thích, nàng cũng liền yên lòng. Tư Dương có tâm, lệ phụ cười hề hề, ta thật thích. Trình Thanh cùng nói. Hắn không có việc gì liền thích làm mấy thứ này, trong nhà đều không biết có bao nhiêu. Thông thường tiểu đấu võ mồm không biết khi nào lại bắt đầu, Tư Dương thừa dịp nơi đây khích phiêu phiêu bên cạnh người nam nhân, một viên căng thẳng tâm hoàn toàn trầm tĩnh lại. Bốn người ngồi nghỉ ngơi một lát, liền một đạo xuất phát đi hướng lão gia tử chỗ. Lệ bắt từ lái xe, lệ phụ ngồi ở phó giá, Tư Dương liền cùng Trình Thanh ngồi ở ghế sau. Đằng trước hai nam nhân trò chuyện công ty chuyện, Trình Thanh không có hứng thú, nghe nói Tư Dương bản thân khai quán cà phê, chậm thanh nêu câu hỏi. Bên trong dưỡng mấy con miêu? 11 chỉ, Tư Dương trả lời, đều là theo ven đường nhặt trở về lưu lạc miêu. Lúc trước khai quán cà phê thời điểm, liền vốn định trở thành một cái loại nhỏ thu dưỡng đứng, so với mua, nàng càng vui cấp này đó đáng thương tiểu gia hỏa một cái da. Trình Thanh gật đầu. Rất tốt, dưỡng 11 chỉ có phải hay không rất mệt. Hoàn hảo, chúng nó đều thật thân nhân nghe lời, sẽ không rất lo lắng. Khi rất không sai, Trình Thanh cười cười, ánh mắt ngân nga, phía trước ta cũng vậy rất tưởng dưỡng con mèo, đổ không nghĩ tới cơ duyên xảo hợp dưỡng nhiều đó. Nuôi chó là so dưỡng miêu muốn lo lắng rất nhiều, tư dương tuy rằng bản thân không dưỡng quá, nhưng dĩ vãng cũng tiếp xúc quá, biết một ít nuôi chó lãnh tri thức, lúc này cùng trình thanh tán gẫu càng hoang bên này hai người đang nói chuyện đằng trước đã yên tĩnh thanh âm lệ bắt từ biên chuyên chú lái xe bên tai còn tại nghe các nàng đối thoại đầy người sung sướng tản ra xe chạy nhập khu biệt thự ở trong đó nhất đóng tiền ngừng lại lệ bắt từ nhường ba người trước xuống xe đem xe ngừng nhập ga ra nội cùng nhau đi vào nhân lão gia tử thân thể không tốt trong nhà trường kỳ có a di chiếu cố lúc này hắn ở phía sau viện bãi hoa làm thảo, lệ bắt từ nhường nhị lão ngồi xuống, mang theo tư dương đi qua. Đại thật xa liền nghe thấy lão gia tử dương dương tự đắc ngâm nga thanh, vài câu hí khúc cũng là có khung có dạng, hai người ở môn thính ngoại yên lặng nghe một lát, vẫn là lệ bắt từ trước kêu một tiếng gia gia đánh vỡ tĩnh lặng. Lão gia tử mặc dù tuổi đại, lỗ tai nhưng là cũng không tệ, ánh mắt chợt dừng ở cửa hai người trên người, sáng lượng, vẫy tay. Gia gia, đây là tư dương lệ bắt từ ôn thanh giới thiệu lão gia tử sớm tiền chợt nghe con dâu nói qua trong lòng đã sớm rõ ràng không được lúc này gật đầu gia gia hảo đệ đã sớm chuẩn bị tốt lễ vật tư dương cười khẽ nghe nói ngài thích câu cá ngày hôm qua cố ý thác bằng hữu mua nhập khẩu ngư cụ quả nhiên lão gia tử cực kỳ thích một trương nét mặt già nua cười đều nhăn đến cùng nhau lúc này cùng tư dương tán gẫu nổi lên câu cá chuyện lý thú đa số là lão gia tử đang nói, tư dương lặng im lắng nghe, không khí vô cùng tốt. Bất quá đến cùng là cơm điểm, lệ bắt từ nghe xem phòng khách trương mẹ ở kêu, ánh mắt ý bảo tư dương, nàng minh bạch gật đầu, chờ lão gia tử nói xong, mới nhẹ giọng mềm giọng. Gia gia, này phụ cận không là có người công hồ sao? Lần sau ta bồi ngày đi câu, bất quá hiện tại chúng ta trước tiên cần phải đi ăn cơm, được không được? Lão gia tử tự nhiên ứng hảo bên trong mọi người đã chờ tư dương cùng lệ bắt từ một người một bên đỡ lớn nhất ngồi ở thủ vị những người còn lại lần lượt ngồi xuống trên bàn bày đầy đồ ăn phần lớn đều thập phần nhẹ lệ thường hỏi thân thể phương diện đề tài chậm rãi khiêu chuyển rơi xuống không trở về nhà khác hai người trên người tư dương ăn cơm khi thói quen yên tĩnh liền yên lặng nghe bọn họ nói chính nghe được có chút nhập thần trong chén liền bị bỏ vào một khối cá thịt nàng hơi giật mình thế nào chỉ ăn mì tiền. Hắn nhíu mày xem nàng, thuận tay lại gấp chút khác bỏ vào nàng trong chén, ăn nhiều một chút. Ân. Nàng đáp lời hảo, không tiếng động ăn hắn giáp đến ngư. Lão gia tử rót một buổi sáng hoa hoa thảo thảo cũng mệt mỏi, ăn cơm xong liền đi lên lầu ngủ trưa. Bát cơm trương mẹ đã lưu loát ở thu thập, Trình Thanh liền nhân cơ hội kéo tư dương thủ, ở trên sofa ngồi xuống vừa mới trên bàn cơm cho tới hôm nay không có thể trở về đại ca nhị ca đều là đã có nữ nhân trình thanh làm lão gia tử ít nhất con dâu cấp nhưng là cũng không cấp nàng càng muốn hai người này thuận theo tự nhiên trong khoảng thời gian này chúng ta hai người đều tương đối vội cũng đều không cái gì thời gian ngươi xem ba mẹ ngươi bên kia khi nào thì tương đối không chúng ta thấu cái thời gian hai nhà gặp một lần thế nào tư dương lớn dần mắt rất mau trả lời hảo Trình Thanh thấy thế cười cười, vỗ vỗ Tư Dương mu bàn tay Thanh Tuyến ôn hòa. "Các ngươi hiện tại đã ở chung đúng không?" "Đúng," nàng đáp, nhớ tới phía trước kia sự kiện, vẫn là cảm thấy có tất yếu giải thích một chút, lặng im một lát châm trước câu nói, "A Di, phía trước ngài đến lần đó, vừa khéo hai ngày trước trong nhà ta gặp tạch. "A Di biết," Trình Thanh phía trước đã nghe nhà mình con trai nói qua chuyện này, nhưng không có việc gì là tốt rồi, này nọ tổn thất có thể lại mua. Tư Dương Chớ có lên tiếng, liên tục gật đầu. Khi gặp mặt việc này liền quyết định như thế, đến lúc đó thấu cái thời gian, A Di trước đi xem thúc thúc, bắt từ ở trên lầu tận cùng bên trong gian phòng kia, đến phía trước A Di đã nhường trương mẹ thu thập xong, ngươi cũng đi lên nghỉ ngơi đi. "Hảo, cảm ơn A Di." Nhìn theo Trình Thanh rời đi, lớn như vậy phòng khách liền chỉ còn lại có nàng một người, Tư Dương độc tự ngồi một lát, chậm rãi lên lầu vừa đẩy cửa đi vào liền nghe thấy hắn thanh âm, Tư Dương đoán là công việc, tay chân động tác phóng càng nhẹ chút. Vừa trèo lên giường, hắn liền đã xong điện thoại, đi theo đi lên cánh tay dài ôm vào bên hông. Là công ty có việc gì thế? Ông lấy nàng tựa vào đầu giường, lệ bắt từ tùy tay mở tivi, điều khiển từ xa không ở trong tay cũng lười đổi đài, toàn bộ trong phòng quanh quẩn điện ảnh ngữ điệu. Hắn không trả lời, hỏi lại Xem phim vẫn là ngủ. Xem phim đi. Giống như cũng không phải thật vây. Hắn không lại tiếp lời, đang cánh tay lâu nàng càng chặt chút. Rèm cửa sổ cơ hồ toàn lôi kéo, toàn bộ phòng ám chỉ có tivi quang, phóng là cực cũ lão lừa đảo, tư dương trước kia xem qua một lần, bất quá kịch tình đã sớm quên không sai biệt lắm. Đến thời gian không đúng dịp, kịch tình không bao lâu liền tiến vào kết cục cao, triều, nhất hoàng nhất chụp càng lôi cuốn hấp dẫn, tư dương xem nhìn không chuyển mắt căn bản không chú ý có cái gì không đúng chờ hơi mát chỉ phút va chạm vào bên hông nàng mới bản năng co rúng lại ngứa a à. nàng run lẩy bẩy muốn tách rời khỏi ai biết tay hắn nhẹ nhàng nhu lên cúi đầu thì thầm nơi này toan nàng trố mắt của hắn ngón tay dài chậm rãi vuốt ve điểm tìm thật chuẩn vài cái khiến cho thắt lưng thư thái không ít nàng vùi đầu chịu đựng vi ngứa vừa nói thầm hai câu nói hắn thế nào như vậy đột nhiên, chợt nghe hắn trả lời. Tối hôm qua rất dùng sức, hắn mỉm cười, lần sau ta nhất định khinh một ít, ân. Giúp nàng mát xa một lát, thủ bổng dưng dừng lại, vốn tưởng rằng muốn trừ, cách, sao biết kia thủ thuận thế mà lên, phúc ở tại mềm mại mặt trên, nàng còn mặt nội, kia có mỏng manh một tầng che, hắn đang linh mẫn sống đẩy ra nút thắt, một tay kia kéo cao chăn che đi hết thảy nguồn sáng. Quy, Môi bị hắn đổ phát không ra hoàn chỉnh thanh âm, nàng cả người bị hắn xoay người đè nặng, hàm hồ, nơi này không là nhà mình. Mắt biết tai ngơ, hãy còn chuyên tâm hôn nàng, tiếng quân thần tốc mục tiêu minh sát, kia thủ cũng không ngừng đậu, làm, thẳng làm cho nàng tế xuyển. Mơ mơ màng màng giang giống như có cái gì bị thoát, chân không cảm giác có chút hơi mát, khả trên người hắn thật nóng, quất thiếp dưới nháy mắt làm cho nàng cũng nóng lên, nàng đưa tay ôm lấy hắn cổ cùng hắn một đạo chìm vào trong mộng đẹp. Chỉ một lần liền đình chỉ, ở trong bồn tắm lớn thả nhất trì nước ấm, hắn bế nàng đi vào tẩy trừ, không có ngủ y, hắn liền cho nàng khỏa khăn tắm, cấp bản thân cũng khỏa điều, xuất môn. Nàng liền nằm ở trong quỹ tay nặng nề ngủ, gò má còn có chưa rút đi triều, hồng, hắn nhìn chầm chầm nhìn một lát, cúi đầu hôn hôn, đem chăn hướng lên trên kéo chút, che đi nàng xương quai xanh hạ này chỉ ngân cùng hồng ngân giống như từ lần đầu tiên thực quỷ biết vị bắt đầu hưởng qua tuyệt vời tư vị liền khó có thể từ bỏ hắn biết nơi này chẳng phải cái gì hảo địa phương nhưng chỉ có ỷ vào khóa trái môn cách âm vô cùng tốt cứng rắn lôi kéo nàng đến đây một lần ngực tràn đầy mềm mại hắn đem nàng long càng chặt chút nhắm mắt nhập miên tư dương làm liên tiếp loạn thất bát tao mộng mỗi một cái đều chân thật tựa như tận mắt gặp khả sau đi hồi tưởng lại một cái đều nghĩ không ra cho này mộng trong biển nặng nề di động di động, nàng mơ hồ bừng tỉnh, thấp giọng kêu tên của hắn. Không người đáp lại. Mở hai mắt, lọt vào trong tầm mắt ám trầm, phòng giống như lung u ám, giữ sườn đã không có ấm áp, chắc hẳn đã sớm rời đi, nàng nằm sấp đi qua mị một lát, tọa thẳng thân thể. Quần áo bị ngay ngắn chỉnh tề điệp ở một bên, nàng cúi mâu cởi trên người khăn tắm, rời rạc đến nhất xả liền khai, từ trong tới ngoài cẩn thận mặc được, Nàng chịu đựng phục lại ngóc đầu trở lại toan đau xuống giường, đến toilet rửa mặt sạch sẽ, chính xuất đi, chỉ thấy môn bị chật mở ra, hắn sốt ruột mặt ánh vào mi mắt. Nàng vi lăng, đứng ở tại chỗ. Bạn thích bộ truyện này. Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 68 68. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com Chương 68. Mi mắt lý hắn bước đi hướng nàng ngay sau đó thủ đoạn bị chế trụ nàng mi tim đập thình thịch ẩn ẩn có cái gì không tốt dự cảm nắm nàng đi ra ngoài bên ngoài trừ bỏ không ngừng hướng trên lầu nhìn quanh trương mẹ không có một bóng người mở phó giá làm cho nàng ngồi trên hắn biên chuyển xe biên giải thích vừa mới da da vấp ngã ba mẹ đã bồi đi bệnh viện nghe vậy nàng đổ trừ một ngụm lãnh khí lão niên nhân vốn là mấy tuổi đại vì một cái tiểu ngoài ý muốn cũng không có thể không nhìn chúng ta đây cũng nhanh đi đáp lại của nàng là một cước thải hạ chân ga xe như bay tên chạy cách hai người tới bệnh viện khi lão gia tử đang ở làm kiểm tra cha mẹ câu ở bên ngoài chờ đợi trong bệnh viện người đến người đi hỗn loạn tranh cãi ầm ĩ tư dương ở trình thanh bên cạnh người ngồi xuống lệ bắt từ vốn cũng ngồi bất đắc dĩ luôn có điện thoại tiến vào rõ ràng đến bên ngoài đi tiếp lão gia tử rất nhanh ở hộ sĩ nâng hạ xuất ra Tư Dương cùng Trình Thanh tay mắt lanh lẹ một người một bên đỡ lấy, Sam đến giữ sườn ghế. Chờ ít quan kiểm tra kết quả thượng nhu 2 giờ, trước đi ra ngoài ăn cơm, trở về lệ phụ trực tiếp an bày một cái lâm thời phòng bệnh, nhưng lão gia tử nằm nghỉ ngơi. Được rồi, ta chỉ là vấp ngã, đừng sốt sắng như vậy, lão gia tử vỗ vỗ Trình Thanh mu bàn tay, ý bảo không cần lo lắng, ta đều nói ta không sao, các ngươi còn phải muốn này kiểm tra cái kia kiểm tra, thật sự là... Ba, chúng ta cũng là vì ngài hảo, lệ phụ nói, ngài nghĩ một lát, có gì không thoải mái lập tức bảo chúng ta. Lão gia tử nghe ngôn gật gật đầu, các ngươi đi ra ngoài đi. Ánh mắt ngược lại dừng ở tư dương trên người, đến gia gia nói chuyện phím. Tư dương vui vẻ ứng hảo. Lớn như vậy phòng bệnh chỉ có một giường ngủ, rèm cửa sổ nữa, đã là mặt trời chiều ngã về Tây, kim màu đỏ ánh mặt trời trút xuống mà vào, toàn bộ phòng ở đều bị rải ra một tầng ánh sáng khuynh thân cấp lão gia tử dịch dịch cốc chăn tư dương cảm giác được có phong da da ngày lạnh hay không cửa sổ giống như khai hơi lớn lão gia tử lắc đầu vỗ vỗ giường sườn ngươi tọa chúng ta tâm sự ta nghe bắt từ nói các ngươi rất sớm liền nhận thức tư dương dừng một chút đúng vậy tuy rằng nàng lúc đó không biết nhưng mơ hồ mà nói coi như là rất tốt lão gia tử nhàn nhạt, ta cùng ngươi nải nải cái kia niên đại, cùng các ngươi không giống với, xem liếc mắt một cái cảm thấy lẫn nhau thích hợp, liền định ra rồi hôn nhân. Lão gia tử tuổi trẻ thời điểm ở người nhà giới thiệu hạ nhận thức nải nải, vào lúc ấy tình yêu không có hiện tại như vậy phức tạp, liếc mắt một cái cảm thấy hai người thích hợp, liền kết hôn, làm bạn cả đời. Hai cái bất đồng nhân, cuộc sống thói quen các phương diện luôn hội có sai khác, lúc đó vì một ít lông gà vỏ tỏi việc nhỏ cũng không thiếu cãi nhau, hiện tại hồi nhớ tới còn rất có thú, cho nhau trong lúc đó nhiều bao dung nhiều cỏ sát, ngày là bản thân quá, bản thân cảm thấy hảo là tốt rồi. Tốt gia gia. Đến cùng là thế hệ trước nhân, nói lên này đó đến câu chuyện căn bản dừng không được đến, tư dương rất ít ứng nói, cơ bản đều là nghe lão gia tử chậm rì rì đang nói, thời gian trôi thật nhanh. Cùng lúc đó ngoài phòng bệnh ít quan kết quả đã xuất ra cũng không có gì vấn đề này hai ngày về nhà hảo hảo nghỉ ngơi liền khả trình thanh lấy đến báo cáo nhất thời nhẹ nhàng thở ra cao dẫn theo tâm chậm rãi buông tuy rằng không vấn đề gì nhưng dù sao lớn tuổi các phương diện vẫn là nhiều chú ý chút trình thanh lập tức ứng hảo nhìn theo bác sĩ đi xa trong phòng bệnh hai người còn đang nói chuyện phím lệ phụ làm tốt sở hữu thủ tục người một nhà một đạo trở về lão gia tử vây mệt rửa mặt hoàng trở về phòng ngủ hạ. Tư Dương đang nghĩ tới đêm nay có phải không phải muốn ở nơi này, liền nghe hắn thấp giọng. Chúng ta trở về. Hiện tại. Nàng trong nháy mắt. Hắn e hèm. Dứt lời Tư Dương nhớ tới ở bệnh viện khi hắn không gián đoạn điện thoại, càng nghĩ khẳng định là công ty chuyện, cũng không hỏi nhiều, nàng ứng hảo. Lệ phụ cùng Trình Thanh lưu trữ chiếu cố lão gia tử, hai người đánh tiếp đón sau rời đi, tòa ở trên xe, bình vọng ngoài cửa sổ xe không ngừng rút lui phố cảnh, nàng nghĩ tới nghĩ lui vẫn là khẽ hỏi. Công ty ra chuyện gì sao? Là có chút việc cần xử lý, tiền phương đèn đỏ, hắn thải phanh lại thông thả ngừng ổn, nghiêng đầu đi nắm tay nàng, chính là tân hạng mục có chút thay đổi, muốn học thảo luận một chút phương án, không là đại sự, không cần lo lắng. Hắn nói vân đạm phong kinh, tư dương đối mấy thứ này cũng không hiểu, trầm mặt thật lâu sau mới hỏi rất căng cấp. Lập tức muốn đi. Ân, trước đưa ngươi về nhà, mệt mỏi một ngày đi ngủ sớm một chút. Lời này đó là ám chỉ muốn trì về, tư dương không hé răng, trong lòng có ý nghĩ của chính mình. Một đường thông thuận về nhà, nàng cởi bỏ dây an toàn, lâm xuống xe tiền quay đầu mềm giọng lời nói nhỏ nhẹ dặn. Đừng thức đêm, sớm một chút về nhà. Hảo. Vừa đến nhà đánh trước khai bộ phận cửa sổ thông gió, tư dương thu thập áo ngủ tiếng phòng tắm tắm rửa tẩy hoàng sấy khô tóc nàng tựa vào đầu giường mở tivi không yên lòng xem lúc này di động vi tính vào giọng nói nàng lấy quá vừa thấy là lý nguyệt lăng điều đại âm lượng trực tiếp điểm khai ngủ không nha ta hảo nhàm chán a à, đến tán gẫu không nàng đánh chữ còn chưa có tự vừa phát ra bên trên liền biểu hiện đối phương mời ngài tiến vào giọng nói trò chuyện tư dương ngón tay sai lầm rồi hạ tiếp khởi ta vừa mới soát phần mềm thấy thật nhiều ăn ngon đột nhiên là tốt rồi đói a à, nhưng là ta đã nằm ở trong ổ chăn không nghĩ động tâm thiện mệt trên đường ngừng hai giây lắng nghe có thở dài thanh ai ta đột nhiên nhớ tới ngươi hôm nay hồi lệ tiên sinh gia đêm đẹp tốt ngày hảo hảo vượt qua ngày mai vốn ngươi đi làm muốn hay không chúng ta đổi một chút không cần ta ở nhà nhanh như vậy sẽ trở lại a à. Tư Dương đáp cái cân tự, nghĩ nghĩ lại bổ sung câu. "Ngươi hảo hảo nghỉ ngơi đi, trong khoảng thời gian này ngươi vất vả, cho ngươi phóng vài ngày giả." "A à, a à, a, à, ngươi làm chi đâu?" Lương Tâm phát hiện a. À. Lý Nguyệt Lăng chật thanh, cười tủm tỉm, "Không cần cho ta nghỉ phép, phía trước ta cũng không thỉnh quá rất nhiều lần giả, ngươi như vậy nói ta đã có thể ngượng ngùng a." À. Hai người đều không có việc gì làm làm bạn tán gẫu cũng là háo đi không ít thời gian, nghe kia đầu thanh âm càng lúc càng khinh, Tư Dương biết Lý Nguyệt lăn mệt nhọc, nói câu ngủ ngon, kết thúc giọng nói trò chuyện. TV còn tại làm ra vẻ, phía trước vì tán gẫu thanh âm bị nàng điều tới rất nhẹ, Tư Dương thay đổi vài cái đài, đều không có gì hứng thú, rõ ràng đóng cửa. Mất đi rồi TV thanh âm, lớn như vậy phòng bỗng chốc lâm vào tĩnh lặng trung, Tư Dương nhìn nhìn hiện nay thời gian, đã qua 11 điểm mà hắn còn chưa có trở về, nàng muốn gọi điện thoại hỏi, khả lại sợ quấy rầy hắn công tác, do dự luôn mãi vẫn là từ bỏ. Tưởng trước tiên nhìn đến hắn trở về, tư dương bế nguyễn bị đến trên sofa ngồi xuống, mở máy tính tùy tiện thả bộ điện ảnh, chi trầm quan kháng. Trạng sáng một điểm. Trống trải trên đường ngẫu nhiên mới có xe chạy quá, phóng mắt nhìn đi trừ bỏ bóng vàng đèn đường, cả tòa thành thị đều giống như tiếng nhập trong giấc ngủ. Hắn nhìn thẳng tiền phương, một cước chân ga da tóc về nhà. Này điểm nàng hẳn là đã ngủ, hắn tận lực phóng nhẹ tay chân, ngay cả phòng khách đăng đều không có đi khai, sờ soạn thay xong giày, khả đi về phía trước hai bước, liền phát hiện trên sofa hở ra nhất tiểu đoàn, hắn ninh mi đi qua. Nàng từ từ nhắm hai mắt, tay trái phản thủ chi, gò má khinh đè nặng đang ngủ say, hô hấp hòa hoãn kinh tế giống như mèo con thông thường, hắn nhìn chầm chầm nhìn sau một lúc lâu, tầm mắt dừng ở nhân hắn đụng chạm một lần nữa sáng lên màn hình máy tính kia bên trên tạm dừng điện ảnh mặt biên rõ ràng tỏ rõ nó chủ nhân mới vừa rồi đang làm những gì cũng không biết ở trong này ngủ bao lâu lệ bắt từ lấy mua bàn tay đi huýt chạm vào gương mặt nàng xác nhận là ấm áp sau yên tâm không ít hắn cúi người dè dặt cẩn trọng đem nàng ngay cả nhân mang bị ôm hồi phòng ngủ rồi sau đó cầm áo ngủ đi phòng khách phòng tắm tắm rửa ở bên ngoài lau khô tóc lại đi vào Nhấc tới gần mép giường liền thấy nàng trợn tròn mắt nhìn bản thân, đáy mắt một mảnh thanh minh hiển nhiên tỉnh lại đã lâu, hắn nằm xuống rộng mở song chưởng, nhậm nàng thoải mái mà oa tiếng bản thân ngực, phương dùng cầm đi vút phản nàng nhuyễn dung phát đỉnh, tiếng nói đè thấp khàn. Thế nào ở trên sofa ngủ? Tưởng chờ ngươi trở về. Không nghĩ tới không đợi đến hắn, trước đang ngủ. Về sau bản thân trước ngủ. Nàng không nói tiếp, rất chậm rất chậm mới ừ một tiếng vẫn chưa để ở trong lòng, muốn hỏi một chút hắn công việc xử lý thế nào, lại nghe hắn một câu, ngày mai đi tiếp nhiều đóa, đồng tử mắt thúc châm một chút mờ sáng. Ba mẹ này hai ngày đều ở gia gia nơi đó, nhiều đóa ở nhà không ai chiếu cố, tạm thời phóng tới chúng ta nơi này, hắn chỉ biết nàng hội vui vẻ, ngữ khí đều sung sướng vài phần, ngày mai tan tầm ta tới đón ngươi, chúng ta cùng nhau đi qua. Tư Dương liên tục gật đầu, nhớ tới cái gì lại hỏi gia gia hắn. Gia gia không có việc gì, kiểm tra kết quả tốt lắm, yên tâm đi. Nàng ôm hắn càng chặt chút. Bóng đêm tiệm thâm, vạn lại câu tịch, hắn cúi đầu thân ái nàng ánh mắt, sau đó vô cùng thân thiết cọ bên má nàng nhắm mắt ngủ đi. Ân. Ừ. Ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ cao đến phòng trong, ở ngủ say nhân trên mí mắt cực khinh đi bộ, tư dương chưa trợn mắt, liền thấy ánh mắt vi nóng, nàng phiên cái thân, bên cạnh người đã mát sờ qua di động nhìn nhìn thời gian, mới 8 giờ, nàng lại một lát giường, bò lên rửa mặt ăn điểm tâm. Hôm nay chỉ có nàng một người đi làm, vừa đến quán cà phê Tư Dương trước hết thanh lý miêu sa đổ miêu lương, vừa vặn phía trước mua tự động bình nước đến, Tư Dương phân biệt bày biện ở bốn vị trí, thu hồi khắc chậu nước. Miêu mễ nhóm lòng hiếu kỳ rất mạnh, Tư Dương một cái đổ rác trở về không đương, bốn bình nước giữ liền vây đầy miêu, bất chợt có phấn nộn nộn đầu lưỡi vương đi liếm thủy. Tư Dương xem đặc biệt đáng yêu, lấy điện thoại di động ngồi sổn xuống chụp. Hơn nữa lọc kính cùng thiếp giấy, Tư Dương đem ảnh chụp po thượng phần mềm, cũng không thấy cấp tốc gia tăng bình luận, hãy còn công việc lưu bù lên. Thời gian ở đầu ngón tay lưu bay nhanh, trong nháy mắt liền đến tan tầm thời gian, cuối cùng một bàn khách nhân ở 5 phút trước tính tiền rời đi, Tư Dương thu thập xong, tiếp đến hắn sẽ trễ nửa giờ tới được vi tính, vô sự khả làm, rõ ràng khai trực tiếp. Tư Dương thật lâu không có trực tiếp, không nghĩ tới đến phan nhưng lại so dĩ vãng gì một lần đều nhiều hơn. Nàng tìm cái giá ba chân đem di động giá khởi, đeo khẩu trang đi tới camera tiền. Phía trước luôn có phan hỏi, có thể hay không cấp miêu mẻ mặc quần áo, dù sao thời tiết mát, thấy bọn nó, lõa, luôn cảm thấy rất lạnh bộ dáng. Tư Dương bế sữa chua ở trên gối vuốt ve, đối với màn ảnh nghiêm cẩn trả lời. Kỳ thực cấp miêu mẻ mặc quần áo cũng không cần phải, bởi vì miêu mau bản thân liền là phi thường ấm áp gì đó, nếu cấp chúng nó mặc quần áo, ngược lại hội phá hư chúng nó bản thân thích ứng độ ấm bản năng, tạm dừng một giây, nàng tiếp tục, hơn nữa đối với miêu mễ mà nói, mặc quần áo hội đối chúng nó tạo thành áp bách, nhưng chúng nó không thoải mái cùng sợ hãi, vẫn không nhúc nhích tựa như ngốc điệu giống nhau, cho nên vì miêu mễ khỏe mạnh suy nghĩ, vẫn là nhường chúng nó tự nhiên một ít. Rất tốt. Nói hộp một khi mở ra, các loại thảo luận liền dừng không được đến, Tư Dương biết còn có một phần phan đối này cũng không có hứng thú, trả lời vấn đề đồng thời đã ở đậu miêu ngoạn, nhất tâm nhị dụng hậu quả chính là, không nghe thấy của hắn đã đến. Nguyên bản ông vào trong ngực sữa chua đột nhiên bắt đầu dãy dụa lớn tiếng meo kêu, Tư Dương có chút kỳ quái, tưởng sợ nó móng vuốt trấn an, bỗng dưng vừa nhấc đầu đã thấy thẳng tắp chân dài, nàng vi lăng giang, chỉ thấy hắn hướng bản thân. Bạn thích bộ truyện này? yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 69 69 bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Chương 69 chú ý tới nàng phía trước lập thể giá ba chân, dưới chân hắn dừng trụ, lấy môi ngữ không tiếng động hỏi nàng có phải không phải ở chụp video clip, chưa được đến đáp lại, hắn thoáng thò người ra. Là trực tiếp mặt biên, hắn đại khái phiêu mắt tả hạ giác soát cực nhanh nhắn lại, bán loan hạ thắt lưng cầm lấy di động. Nàng tan tầm, ta tới đón nàng về nhà, lần sau gặp. Nói xong nhẫn nại chờ đợi vài giây lại kết thúc, giúp nàng thu hảo giá ba chân, hắn dư quan thấy nàng không nhúc nhích, tiến lên theo trong lòng nàng tiếp nhận sữa chua, vuốt ve vài cái thả lại mặt đất. Đi rồi, đi tiếp nhiều đó. Nàng nhắm mắt theo đuôi đi theo, nhớ tới mới vừa rồi trực tiếp kết cục lời hắn nói, không cần nghĩ đều biết đến Phan sẽ có phản ứng, nhưng loại sự tình này số lần hơn nàng đã không quá để ý cũng liền thờ ơ các nàng sẽ nghĩ sao sẽ theo nó đi thôi gần vài ngày độ ấm mỗi ngày đều ở ngã giống như bỗng chốc liền tiến nhập mùa đông vừa lên xe liền mở máy sưởi tư dương chà xác chà sát tay lạnh như băng chụp hảo dây an toàn chạng vạn thời gian sắc trời dần dần tối lại trạm lam bầu trời một điểm một điểm bị hắc ám cắn nuốt tư dương nhìn ngoài cửa sổ phố cảnh nhắm mắt nghỉ ngơi chính trực tan tầm cao phong kỳ, dọc theo đường đi đổ không được, vừa rồi cao giá, đã bị tạp ở một đống trong xe gian không thể động đậy, tư dương bị hắn khinh khẽ đẩy thôi, trợn mắt tầm mắt tùy tùng đi qua. Có đói bụng không? Trên xe có bánh bích quy cùng ôm sữa, hắn bỏ vào nàng trong lòng bàn tay, mượn này nhất tịnh nắm giữ, ăn trước điểm. Nàng ừ một tiếng, trong xe bế lâu không quá thông gió, trong hô hấp đều mang theo một chút trầm trọng rất buồn cảm, nàng đem cửa sổ xe mở điều khe hở, nhìn tiền phương bát ngát xe long, thở dài. Như thế nào? Hắn nghe thấy, vì hơi nhíu mày. Nàng ngô thanh, vừa ăn thanh âm mơ hồ không rõ, còn muốn đổ bao lâu đâu. Không xác định, hắn lắc đầu, ánh mắt lẳng lặng cúi lạc nàng dính nhiều điểm bánh bích quy mảnh vụn khóe miệng, khuynh thân gian mâu sắc tiệm thâm, đừng nhúc nhích. Rút khăn giấy cho nàng lau sạch sẽ, hắn nhìn chầm chầm kia chỗ, tiếng nói trầm câm đến không được, đợi lát nữa có cái gì an bày. hắn khi nói chuyện thấu quá gần, ấm áp nhiệt khí đều phun ở trên mặt nàng, bằng thêm vài phần dụ, hoặc mà hắn giờ phút này không hề chớp mắt xem nàng, tối đen đáy mắt vẽ phát thảo quan ôm nhuận an hòa. để sau ăn cơm xong ra ngoài dạo dạo, lại có thể mang theo nhiều đóa cùng nhau, ngẫm lại đều cảm thấy vui vẻ. hảo, nguyên là tiền phương ra tràn giao thông sự cố mới tạo thành quanh mình phạm vi lớn kẹt xe, khơi thông sau tiếp tục đi phía trước, không bao lâu đến cha mẹ trong nhà. Nhiều đó chính ghé vào trên ban công ngủ, thấy hai người đến đây hưng phấn đến cùng diêu đuôi, vòng quanh hai người chuyển dừng không được đến, lệ bắt từ ở thu thập dụng cụ, tư dương liền ngồi sổng xuống bế nhiều đó tiếng hoài, ở nó bóng loáng trên đầu hôn một cái. Nhiều đó, thật lâu không thấy, có hay không tưởng ta a? À. Đáp lại của nàng là nhiều đó cực kỳ vang dội uông thanh, Tư Dương vừa lòng lại hôn hạ, cầm dắt thằng cấp nó bộ thượng, chờ lệ bắt từ thu thập xong, cùng nhau xuống lầu. Xa xa mở ra xe khóa, hắn mở phó giá ý bảo nàng trước thượng, sao biết nàng hãy còn mở ra cửa sau xe, nhường nhiều đóa đi vào trước, ta bồi nhiều đóa tọa mặt sau tốt lắm. Đi theo chính là phanh tiếng đóng cửa, lệ bắt từ không nhúc nhích, ngưng mắt sườn phương trống rỗng, đến cùng không nói cái gì hướng chủ giá. Sắc trời đã triệt để đêm đen, tịch liêu bầu trời lộ vẽ mấy khỏa cô tinh, ánh sáng nhạt lóe ra. Tiền phương hoàng đăng khiêu tới đèn đỏ, lệ bắt từ thải hạ phanh lại cùng xe dừng lại, thoáng nhìn kính chiếu hậu, phương thấy sau tòa một người nhất cẩu thân mật động tác. Trước mắt nhiều đóa nằm vật xuống ở tư dương trên đùi, bất chợt xoay xoay cọ nhất cọ, nó hai cái chân trước khoát lên tư dương lòng bàn tay, thật dày đệm thịt cùng chi tướng thiếp. Như vậy chơi một lát, nhiều đóa nhất lăn lông lốc đứng lên, thật dài ẩm nóng đầu lưỡi ở tư dương trên mặt tàn sát bừa bãi, tròn tròn mắt to xem nàng cười khẽ né tránh, nhếch miệng vui vẻ. Rút khăn giấy đưa qua đi, lệ bắt từ quay người nắm nhiều đóa lỗ tai, ánh mắt cảnh cáo nó không cần sàng bậy, dù sao cũng là thông minh đức mục, chỉ một chút liền hiểu chủ nhân ý tứ, ngoan ngoãn ở tư dương bên cạnh người cuộn tròn hảo, vẫn không nhúc nhích. Sắp tới da. Đơn giản thả hai chén mặt, lệ bắt từ bưng bát ở trên bàn cơm, dương giọng kêu nàng tới dùng cơm. Tư dương đi tẩy sạch cái thủ, vừa tọa đổ sạch cũng chưa lấy, bên cạnh người liền có bóng ma nghiêng mà đến, nàng vi lăng, nghe thấy cấp tốc thở thanh. Hai cái móng vuốt đặt tại rìa ghế dựa duyên, đen tuyền đầu không ngừng hướng lên trên tham, chăng điều hương khí câu nước miếng tứ lưu. Tư dương nhường nó bản thân đi ăn cẩu lương, gặp nó ngoan ngoãn đi xuống chính thở vào nhẹ nhõm, lại xem nó ngoan ngoãn ngồi ổn, ánh mắt nhìn chầm chằm nhìn chằm chằm trên bàn bát. Trong đầu không biết vì sao đột nhiên hiện lên một câu nói, ta liền lẳng lặng xem ngươi ăn, tư dương thình lình cười ra tiếng, xoa xoa nhiều đóa cái gáy, chỉ chỉ cách đó không xa đại bồn. Mau đi qua ăn, ăn xong chúng ta đi chơi. Chúc bất vi sở động. Tư dương nói nửa ngày, miệng đều nói phạm cũng không thấy nó động một chút, tự hồ còn có điểm ủy khuất bộ dáng. Nàng bất đắc dĩ, dứt khoát cứ như vậy đỉnh nóng rực tầm mắt bình tĩnh ăn cơm, khả cắn hai khẩu lại phá công, nàng che khuất ánh mắt, cười không thành tiếng. Trên lưng bất ngờ không kịp phòng bị cánh tay dài ôm, theo sát sau bên tai là hắn nghiêm túc thanh âm, nhiều đóa đi qua ăn cơm. Sau đó liền nghe đát đác đác tiếng bước chân, nàng dời ngón tay, thấy bản dáng nàng thế nào cũng không chịu đi mổ con to nghe lời đang cắn cẩu lương, buồn bực. Nhiều đóa vì sao như vậy nghe ngươi. Nghe vậy hắn mỉm cười, mặt mày gian sắc lạnh đạm nhạt không ít, tuấn tú khuôn mặt hướng tới ôn hòa. Đại khái, ta thoạt nhìn tương đối hung. Mà nàng chính là một bộ tốt lắm nói chuyện bộ dáng. Nàng hồi tưởng hắn mới vừa rồi bộ dáng, học đi giận tái mặt lãnh túc, khả thế nào học cũng không thành bộ dáng, cuối cùng bản thân đều cười tràn. Tốt lắm, nhanh ăn đi. Hắn di bác đi lại. Nàng gật đầu. Ăn cơm xong nàng chủ động đi rửa chén, phân loại để vào tủ vệ sinh chung, đi ra ngoài khi hắn đã nắm nhiều đóa ở cửa vào chờ nàng, con người đen thấp liễm, đỉnh đầu ấm đang bỏ ra, có lúc sáng lúc tối quan ảnh ở kia nghị mặt sườn toát ra, nàng hai ba lần mặc vào áo khoác, đi thôi. Bên ngoài nổi lên chút phong, vừa đi ra khỏi hàng hiên đã bị quát cổ sống nguội, nàng rụt lui mấy không thể nhận ra đánh cái rùng mình, bị hắn chế trụ thủ dừng bước lại, trở về thêm kiện quần áo không cần, ta đã mặc rất nhiều. Hắn xem nàng kiên trì, cũng không miễn cưỡng, chính là ôm của nàng thắt lưng làm cho nàng y bản thân đi. Hai người từ từ đẳng tới vùng ven sông đoạn đường, lệ bắt từ nắm nhiều đóa ở phía trước, tư dương liền cùng ở phía sau, dùng di động ghi lại tiếp theo trương trương ảnh chụp. Này một người nhất cẩu thoạt nhìn thực hữu ái, bị đèn đường kéo trưởng thân ảnh dị thường hài hòa, tư dương nhịn không được vỗ thật nhiều, từ giữa chọn thủ một trương, làm mơ hồ phóng thượng phần mềm. Tư nhân có ánh mặt trời vê tình yêu hình ảnh tư dương tuy rằng luôn luôn là sủng vật bác chủ, nhưng là giống như từ luyến ái cho sáng tỏ sau, phan đối hai người hứng thú rất cao một ít, mỗi lần có lễ bắt từ xuất trứng tin tức, bình luận luôn chưa từng có nhiều. Cái cốc bánh ngọt Qua qua qua, đây là lễ tiên sinh đi, bóng lưng hảo hảo xem, bất quá vì sao chỉ có một người nhất cẩu dương dương ngươi cũng muốn đi vào chụp, 9 tháng cùng ngươi cùng ta. Này khẳng định chính là phía trước trong clip xuất hiện quá đứt mục, ai nam nhân nắm uy phong lẫm lẫm cẩu đi ở trên đường, quay đầu dẫn có phải không phải siêu cấp cao. Ngao 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 của ta não bổ mau ngừng không xuống. Thật sự là không thể tưởng được tên. Dương Dương lại đi chụp một trương đi, cũng phải hai người nhất cẩu nha. Bình luận lấy dây vì đơn vị thành nhân thêm, tư dương mỗi nảy sinh cái mới một lần sẽ nhảy ra thật nhiều thật nhiều nàng một cái một cái đi xuống phiên, nhìn đến một ít thú vị bình luận khóe môi càng dương càng cao, nàng đang định hồi phục trong đó mấy cái, liền nghe thấy nhiều đóa khoan khoái tiếng kêu, nàng vừa nhấc mắt, hắn vừa vặn đi tới phía trước. Ở cười cái gì? Đem nàng dính ở khóe miệng sợi tóc vén lên bác đến sau tai, hắn hỏi. Tư dương cười tủm tỉm đệ điện thoại di động đi qua, ý bảo chính hắn xem. Đại khái quét vài lần, Lệ bắt từ đụng chạm tả thượng giác phản hồi cái trước mặt biên, xâm nhập mi mắt ảnh chụp vi hồ mà hình ảnh ôm nhu, hắn điểm khai đại đồ nhìn chầm chầm nhìn sau một lúc lâu, phục lại tiến vào bình luận cẩn thận đọc. Trong đó tối bắt mắt, đồng thời cũng là trước mặt bị điểm tán sổ cao nhất, chút dịp ảnh bình luận mặt chút. Bóng dáng yêu kim mau vê, này một phen cẩu lương sái, lão nương ăn cam tâm tình nguyện, cười gian, bất quá đừng chỉ chụp nhà ngươi lệ tiên sinh nha, tìm cái người qua đường cốt xấu vợ chồng đứng cùng nhau đến một trương thôi, đừng nói ta đi theo ồn ào a, à. ta khả là các ngươi đại phan, đại biểu quảng đại tinh bột ti mãnh liệt yêu cầu xem chụp ảnh chung. Tư nhân có ánh mặt trời tư dương vừa vừa mới chuẩn bị hồi điều thứ nhất chính là dịp ảnh, nàng nhấp mỉm cười, cầm lại di động ở trong đầu châm trước câu nói, tự còn chưa có đánh, khóe mắt dư quan liền nghệ thấy hắn vi thâm ý cười, sau đó thấy hắn sờ ra di động, không quá nửa phút đinh một tiếng, là đặc biệt chú ý nhắc nhở âm. Lệ bắt từ V tân, chờ ba người nhất cẩu thời điểm lại chụp. Bóng dáng yêu kim mau. Này một phen. Tư nhân có ánh mặt trời cùng với hắn lâu, rất nhiều hàm xúc, điểm đến mới thôi lời nói nàng đều có thể cấp tốc dây biết, tỉ như hiện tại, ba người nhất cẩu. Hẳn là nàng nghĩ tới cái kia ý tứ đi. vụng trộn ngắm hắn liếc mắt một cái, không ngờ bị nắm vừa vặn, nàng ho nhẹ một tiếng, đông cứng tưởng nói sang chuyện khác, nhưng bị hắn xuyên qua, đến bên miệng, đêm nay thời tiết thật tốt, nuốt trở lại bụng. Minh Bạch Chung quanh không người trải qua, hắn cuối người cực nhanh ở khóe miệng nàng duyện một chút, Minh Bạch là tốt rồi. Nắm nhiều đóa đi ở tiền phương, tư dương chậm rì rì đi theo, ngón tay lơ đảng mơn trớn môi sườn, nơi đó coi như còn lưu có của hắn độ ấm, nàng mặt sau một lúc lâu, thủ để ở bên môi rất chậm nở nụ cười. Đi lâu có chút mệt, hai người liền tìm điều ghế băng ngồi xuống nghỉ tạm, nhiều đó lúc này ở cùng một cái tiểu thổ cẩu chơi vui vẻ, tư dương sợ nó treo dắt thằng không thoải mái, thừa dịp ít người lấy xuống nhường nó hảo hảo ngoạn. Sao biết hai người tọa lâu tính toán về nhà, phóng mắt nhìn đi lại nhìn không thấy nhiều đóa thân ảnh, nàng kêu vài tiếng không thấy xuất hiện, hoảng loạn lôi kéo hắn chung quanh tìm kiếm, không quá vài phút ở mặt cỏ trung ương vũng bùng lý tìm được. Hai cái cẩu đùa chính hăng say, dây dưa ở đàm lý lăn lộn, cả người đều dính đầy bùn đen, bộ dáng không đành lòng nhìn thẳng. Tư dương phù ngạch, lấy tay khuỷu tay đẩy đẩy hắn, chúng ta trước đi xem đi sủng vật điếm đi. Hắn tự nhiên biết, mệnh lệnh nhiều đó đi lại đuổi kịp, này phụ cận còn có một nhà danh tiếng coi như không sai sủng vật điếm, tư dương đem nhiều đóa ném cho nhân viên cửa hàng, chờ đợi nhàm chán ở trong điếm nhìn chung quanh đứng lên. Không lớn điếm lại rất sạch sẽ sạch sẽ, gửi lại mấy con chó nhỏ cùng một cái miêu, tư dương tầm mắt xẹt qua ôn tinh nhân, dừng ở ngủ ở trong lồng góc miêu trên người, khi nhìn rõ con mèo nhỏ diện mạo cùng hoa văn sau, nàng lớn dần mắt, rõ ràng nghe thấy bản thân ngực, phù phù bắt đầu mãnh liệt nhảy lên. Tác giả có chuyện muốn nói, vừa tan tầm, vừa mới tấn gian luôn luôn trừ, tiếng đều vào không được. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video chương 70 70 bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Chương 70 này con khoảng thời gian trước bản thân xuất hiện tại điếm cửa, trên người bẩn hề hề, hoặc nhìn như là lưu lạc miêu. Đang ở cấp nhiều đó tắm rửa một người tuổi còn trẻ nhân viên cửa hàng quay đầu, gặp khách nhân tự hồ đối này con miêu có hứng thú, liền giới thiệu nói. Bất quá tuy rằng là lưu lạc, tính cách nhưng là thật thân nhân, mềm yếu thật biết làm nũng, chính là nhát gan điểm, thường xuyên độc tự lui ở góc. Tư Dương không hé răng, ánh mắt nhìn chầm chầm nhìn chầm chầm trong lòng tiểu gia hỏa, thật là nhát gan chút, nàng như vậy chậm rãi đậu nó cũng không quá dám đụng đạn, thẳng đến nàng trên tay có ăn mới bằng lòng từ từ tiếp cận, một chút hai hạ liếm nàng trong tay hóa mau cao. Nhưng là cái ăn vặt hóa. Tưởng dưỡng nó. Lệ bắt từ tới gần, hỏi nàng. Không đáp là hoặc là không là, tư dương nương tiểu gia hỏa nhích tới nhích lui quan sát nó diện mạo cơ bản giống nhau như đúc bất quá hoa văn nhìn kỹ còn là có chút khác nhau kêu đứng lên manh manh thanh âm cũng không quá giống nó không là mễ tử nó làm sao có thể là mễ tử một cổ thất vọng theo đáy lòng chỗ sâu trào ra nàng khẽ thở dài một cái ngược lại đến hỏi nhân viên cửa hàng hiện tại có người dưỡng nó sao nhân viên cửa hàng đáp đã cấp nó tìm một đoạn thời gian nhận nuôi, luôn luôn không có gì hưởng ứng, phần lớn nhân vừa thấy là chỉ thổ miêu sẽ không cần. Dứt lời nhân viên cửa hàng dè dặt cẩn trọng đi quan kháng tư dương thần sắc, thấy nàng tự hồ có nhận nuôi ý nguyện, hỏi. Tiểu thư, ngươi tưởng dưỡng nó sao? Vắc xin phòng bệnh đều đã đánh đầy đủ hết, trên người hai ngày trước cũng vừa tắm qua rất sạch sẽ, cũng làm tốt lắm tuyệt dục giải phẫu. Ta có thể mang đi nó. Nhân viên cửa hàng Vi Lăng dùng sức gật đầu. "Đương nhiên có thể, chúng ta vốn ngay tại cấp nó tìm nhận nuôi, tiểu thư ngươi nếu nguyện ý, bên này lại đưa ngươi nhất túi miêu lương." "Không cần, nói bị đánh gãy, nhân viên cửa hàng còn tưởng rằng là không cần này con miêu, chính Nga Thanh lại nghe khách nhân nói, miêu lương ta bản thân có, dụng cụ cũng đều đầy đủ hết, nếu có thể, ta đợi lát nữa liền mang đi nó được không?" "Cần thủ tục hiện tại có thể làm." có thể có thể, nhân viên cửa hàng lướt mắt ý bảo một cái khác tiểu cô nương đi lấy nhận nuôi hiệp nghị, vừa khéo đã cấp nhiều đóa tắm rửa xong, nàng tự mình tiếp nhận văn kiện, tiểu thư ngươi xem một chút phần hiệp nghị này, chúng ta đối nhận nuôi nhân cơ bản yêu cầu là có cố định thu vào cùng cố định chỗ ở. Tư dương trước kia cũng giúp không ít lưu lạc miêu cẩu đi tìm nhận nuôi nhân, tự nhiên biết này đó quy định, nàng từ đầu tới đuôi cẩn thận nhìn một lần rất nhanh ở tối phía dưới ký hạ tên của bản thân. Tiểu gia hỏa được thả ra cái lồng, hưng phấn lại cũng có chút sợ hãi dừng lại không tiền. Tư dương hiện trường mua một cái miêu bao, dùng đồ ăn câu dẫn tiểu gia hỏa đi vào, tế chỉ không ngừng vuốt ve nhường nó thói quen bản thân. Bên này nhiều đóa đã sấy khô, lại khôi phục thường lui tới uy phong lẫm lẫm, lệ bắt từ nắm nó đi tới, chúng ta về nhà. Không đến hỏi nàng vì sao đột nhiên liền nhận nuôi này con miêu nguyên nhân, hai người về nhà, đều tự ở phòng ngủ cùng phòng khách phòng tắm tắm sạch sẽ thả tiểu gia hỏa xuất ra quen thuộc quen thuộc. Ngay từ đầu còn có chút sợ hãi, ngồi sổng tại chỗ thế nào kêu gọi cũng không chịu động, ai biết sau này nhiều đóa tò mò tiến lên liếm nó một chút, nhất miêu nhất cẩu liền thần kỳ dính ở cùng một chỗ, cơ hồ là nhiều đóa đi đến chỗ nào, tiểu gia hỏa liền theo tới chỗ nào, bất chợt phát ra nhẹ nhàng meo kêu, đáng yêu đến cực điểm. Lệ bắt từ cùng tư dương ngồi trên sofa, xem này một lớn một nhỏ đi tới đi lui nàng vào nhà cầm cái len sợi, vô nghĩa, cầu, đặt ở tiểu gia hỏa bên cạnh nhường nó ngoạn. Ngày mai ta mang nó đi quán cà phê, tư dương cười tủm tỉm, có nhiều như vậy tiểu đồng bọn cùng nhau, nó sẽ không cô độc. Lệ bắt tự hào không dị nghị, thân cánh tay làm cho nàng dựa vào ở trong lòng mình, tư dương thư thư phục phục cọ vị trí, lặng im sau một lúc lâu chợt hỏi. Ngươi không hỏi ta vì sao yếu lĩnh dưỡng nó sao? Hắn thấp mâu ngưng nàng, biết nghe lời phải ân vì sao này tấm nghiêm cẩn lắng nghe bộ dáng làm nàng nhịn không được nở nụ cười ra tiếng nàng thanh khụ một tiếng ánh mắt dần dần sâu xa ngân nga bởi vì nó bộ dạng rất giống ta dưỡng đệ nhất chích miêu kêu mễ tử nàng chưa bao giờ cùng hắn nói qua dĩ vãng này đó bất luận là mễ tử chuyện vẫn là khai miêu mê quán cà phê ước nguyện ban đầu mà hiện tại hiển nhiên là một cái cực kỳ thích hợp thời cơ ta là đi tản bộ thời điểm đụng tới mễ tử, nó khi đó cùng tiểu gia hỏa này giống nhau nghèo túng, tránh ở xa xa vụn trộn xem ta, ta mua điểm ăn cấp nó, nó liền một đường đi theo ta, trong ánh mắt tất cả đều là khát vọng, ta khi đó không đành lòng, trước hết mang nó về nhà, vốn tưởng hậu kỳ cấp nó tìm tốt nhận nuôi nhân, bởi vì ta không có chiếu cố miêu kinh nghiệm. Nhưng chiếu cố liền dưỡng ra cảm tình, tự nhiên liền không đồng ý cho người khác mà mễ tử là ở dưỡng 3 tháng sau xảy ra chuyện, ngày đó nàng ở đi làm thời gian tiếp đến bà cố nội điện thoại, cũng không cố về sớm hội chụp tiền lương chụp toàn cần thưởng, vội vã liền buông trở về, đáng tiếc vẫn là đã muộn. Lầu 12 ngã xuống, đương trường tử vong. Như vậy bạch một cái miêu, lại bị đỏ tươi huyết nhiễm một thân, cơ hồ nhìn không thấy sạch sẽ chỗ. Chuyện này cho tư dương đã kích thật lớn, một lần đắm chìm đi không đi ra, mỗi đêm nằm mơ đều là mễ tử giống như mộng yểm thông thường tản ra không đi. Cũng may cuối cùng nàng đi ra, còn nổi lên trợ giúp lưu lạc miêu cẩu tâm tư. Ngay từ đầu là muốn khai một cái sủng vật thu dụng sở, chuẩn bị đi làm thủ tục thời điểm vừa vặn đi ngang qua một nhà quán cà phê, tên là Mỹ Miêu Cà Phê, rõ ràng khai một nhà miêu mễ quán cà phê ý niệm đột nhiên vọt tới. Làm thủ tục, trang hoàng trước cửa hàng, thu dưỡng. Miêu mê quán cà phê tùy theo mà đến. Kỳ thực trên thế giới nhiều như vậy lưu lạc miêu cẩu, thật muốn một cái một cái đi nói, nơi nào trợ giúp đi lại. Nàng loan hạ thắt lưng, vuốt ve dính ở bên chân tiểu gia hỏa, chậm thanh, chỉ cần năng lực trong phạm vi tận lực là tốt rồi. Ân, ừ, hắn cục xuống mắt, gặp nhiều đóa đã ghé vào ổ chó lý ngủ, tiểu gia hỏa cũng một bộ sắp ngủ bộ dáng, ông lấy nàng bả vai thấp giọng, chúng nó mệt nhọc, chúng ta cũng vào nhà. Tư Dương đang có ý này, Bế tiểu gia hỏa một đạo nhập ốc, trong nhà không có miêu oa, à, nàng liền dùng mấy cái sạch sẽ nhuyễn thăng lông cấp nó lâm thời đáp một cái, để lại ở giường sườn ghế tựa. Nhìn ra được đến tiểu gia hỏa thật thích, tại kia bên trên tha hai vòng sau nằm sấp xuống, nhắm mắt ngủ. Tắt đèn tường, nàng tự phát tiếng vào trong lòng hắn, ông lấy hắn thắt lưng vùi đầu tiếng trầm, ngủ ngon. Ngủ ngon. Hắn trả lời. Nhưng tiểu gia hỏa là mới tới lo lắng cùng khác miêu hội khởi cái gì xung đột, tư dương cố ý cách ly vài ngày lại phóng nó xuất ra, chú ý quan sát còn lại 11 con mèo, được đến hoàn toàn hòa hợp phản ứng sau, nàng thật dài thở vào nhẹ nhõm. Ta cảm thấy phía trước này bởi vì hồ lô là thổ miêu không cần nó, tuyệt bức tất cả đều là mắt mù. Hồ lô là Lý Nguyệt Lăng cấp tiểu gia hỏa khởi tên, nguyên nhân là đây chắc hai ngày bị dưỡng phì phì, hoặc nhìn có chút giống một gáo nước hồ lô, bất quá chính là vì các nàng mắt mù, chúng ta quán cà phê mới nên đón thứ 10 nhị chỉ mỹ niêu, ngươi nói là đi. Tư Dương nở nụ cười hạ không đáp, cuối người đem Hồ Lô ôm lên đầu gối, trước đó không lâu nàng phát ra tin tức, nói 2 giờ sau khai trực tiếp giới thiệu quán cà phê mới tới tiểu gia hỏa, trước mắt đã đến thời gian. Lần này vô dụng giá ba chân, Tư Dương trực tiếp đem camera nhắm ngay trên gối, phát hiện đã đến đây không ít fan chậm rãi khiên trụ chổng vó hồ lô phấn nộn nộn móng vuốt, hướng tới màn ảnh phất phất tay. Khi đại gia hảo, ta gọi hồ lô, là quán cà phê mới tới, giới tính nữ, ta thật biết điều thật bám người, hy vọng đại gia thích ta. Tư Dương nói vừa dứt, chỉ thấy màn hình tả hạ giác bắt đầu cùng soát, tất cả đều là hảo manh thật đáng yêu, môi nàng giác nhấp vi đạm ý cười, nhưng Lý Nguyệt Lăng hỗ trợ lấy nhất xuống di động, trực tiếp cấp hồ lô cắt móng tay như là không tự cấp nó tiễn giống nhau, hồ lô như một bãi bùn nhão ngồi phịch ở tư dương trên đùi, ngẫu nhiên thân thân móng vuốt trương há mồm, một bộ lười nhát bộ dáng nháy mắt vòng phấn vô số. Cấp tiểu gia hỏa tiễn hoàng móng tay, tư dương lại cầm một ít cá nhỏ can đến uy, bản bốn phía các nơi hoặc liếm mau hoặc ngủ ngon miêu mễ chen chút tiếng đến, đều ở tư dương chân biên ngồi ổn, trường hợp khôi hài. Mỗi một chỉ đều phát ra hai căn, miêu mễ nhóm thông suốt phóng khoáng ăn, ăn xong gặp chủ nhân không có lại cho ý tứ, lười biến trời đi. Kế tiếp lại là thuộc loại hồ lô thời gian, phan nhóm hiển nhiên đối này vừa tới tên hưng trí rất cao, vấn đề tung ra một người tiếp một người, tư dương một đám trả lời, chờ kết thúc trực tiếp, nhưng lại tới tan tầm thời gian. Ta đi trước A, Lý Nguyệt Lăng đứng ở cửa khẩu, cửa sổ ta đều quan tốt lắm, ngươi cũng sớm một chút đi. Tư dương ừ một tiếng, nhìn theo Lý Nguyệt Lăng rời đi hiện nay đã là vào đông, trời tối cực sớm, như vậy một lát thu thập công phu, bên ngoài liền đã triệt để ngầm hạ, nàng xoay người muốn đi uống miếng nước, di động vào điện thoại. Ở trên đường sao? Hắn ra công ty tiền đều sẽ cho nàng gọi cuộc điện thoại, nàng hảo kịp thời xuống lầu chờ hắn. Không có, hắn đứng ở cửa sổ sát đất tiền, một tay sáp, ở trong túi quần, thanh tuyến nhu hòa, đêm nay ngươi muốn bản thân về nhà, ta một lát có cái bữa ăn cho nên vô pháp đi tiếp nàng về nhà tư dương hơi giật mình sau ứng hảo nghĩ đến là bữa ăn khẳng định tránh tránh không được uống rượu lại cẩn thận dặn dò uống ít điểm tốt nhất nhường cảnh hành đừng uống đưa ngươi trở lại lệ bắt từ tự nhiên biết nhưng vẫn là thật nghiêm cẩn đáp ứng xuống dưới tư dương hơn nửa vài câu cuối cùng nói ta đây trước treo ngươi sớm một chút về nhà ân trên đường chú ý an toàn về nhà cho ta phát cái tin tức. Hảo. Kiểm tra hoàn hết thảy, tư dương khóa cửa rời đi, về nhà trước cấp nhiều đóa khen ngược cẩu lương, sau đó cấp bản thân tùy tiện làm điểm cơm trang, nghỉ ngơi một lát liền mang theo nhiều đóa xúc môn loanh quanh tản bộ. Dọc theo bờ sông tha một vòng, trên đường còn mang nhiều đóa đi trên mặt cỏ vẫy một lát hoang, mới trở về. Tắm rửa một cái sấy khô tóc, tư dương phiêu mắt trên tường thời gian, bế giường chăn mỏng đi trên sofa chờ hắn. Tivi mở ra, thanh âm không vang, nhiều đó liền cuộn tròn ở tư dương bên cạnh người, lão đại khoác lên nàng trên đùi. Có một chút không một chút vuốt ve nó đầu, tư dương không yên lòng xem tivi, mỗi cách vài phút liền xem một lần đồng hồ báo thức. Đều hơn 10 giờ, còn không trở lại sao? Muốn cho hắn gọi cuộc điện thoại, khả lại sợ quấy rầy hắn, như thế lui tới lặp lại rối rắm, liền lại qua đại nửa giờ, mắt thấy kim đồng hồ chỉ hướng 11 điểm nàng rốt cuộc chờ không được bắt điện thoại đi qua gián đoạn chiếu cố âm tại đây yên tĩnh ban đêm càng là lạnh như băng cho đến cuối cùng một thanh âm vang lên hoàng đều không người tiếp nghe tư dương nhíu mày tiếp tục bắt đánh trước sau như một liên tục đánh mười mấy cái cũng chưa nhân tiếp sau tư dương ngược lại đánh cho cảnh hành ai biết nhưng lại cũng là giống nhau mi tâm nếp nhăn càng lúc càng thâm tư dương nhớ mang máng hắn nói qua bữa ăn chỗ khách sạn vài cái mặt xong quần áo thẳng thắn cứng rắn đi ra ngoài tìm hắn bộ hảo dày tư dương một phen mở cửa còn chưa kịp bước ra một bước liền thấy có ấm áp thân thể khuynh hướng dựa vào đến kia lành lạnh hơi thở hỗn tạp mùi rượu quen thuộc vạn phần nàng bất ngờ không kịp phòng bị bế cái đầy cõi lòng bạn thích bộ truyện này yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video